Kiếp trước Nhan Hạ và con gái nuôi Cố gia cùng nhau bị bắt cóc, bất luận là cha mẹ ruột, năm người anh trai hay là bạn trai Thanh Mai Trúc Mã đều chọn cứu con gái nuôi. Nhan Hạ bị giết con tin mà chết. Một khắc này, cô triệt để thất vọng cực độ với người Cố gia đoạn mất thân tình. Trùng sinh trở về, cô không hầu hạ nữa. Trước đó anh gọi điện thoại cho em, tại sao không nghe? Không muốn nghe. Đây là nhị ca cô Cố Diệp Quân, cũng là người đại diện hiện tại của cô. Du Du muốn lên chương trình tống nghệ đó. Em nhường nó một chút thì có làm sao, nhất định phải huyên náo cả nhà đều không vui. Đây là cơ hội tự tôi tranh thủ được. Tôi tuyệt đối sẽ không nhường nó. Các người không vui, đó là chuyện của các người. Anh giúp em tìm một tài nguyên tốt hơn. Em đề xuất tham gia chương trình này tặng cho Du Du. Hừ, tài nguyên tốt của anh tôi không có phúc hưởng. Vẫn là để cho em gái bảo bối của anh đi. Nhìn thấy cửa gian phòng đóng lại, Cố Diệp Quân trong mắt mang theo vài phần không thể tin được. Đây là lần đầu tiên Nhan Hạ không nể mặt hắn từ khi cô trở lại. Cố Nhan Hạ, cô quả thực không thể nói lý. Con lại muốn áo cái gì? Từ khi con trở lại cái nhà này hơn một năm, trong nhà chưa bao giờ được yên tĩnh cả. Là tôi đòi trở về sao? Tôi nhớ được là các người đi đón tôi trở về mà. Hơn nữa tôi nào cái gì? Cố Diệp Du muốn tài nguyên của tôi không cho chính là náo sao? Du Du chỉ là thích chương trình kia mà thôi. Bây giờ con là tiểu thư Cố gia, Du Du lại mất đi cái thân phận này, con đền bù nó một chút không phải là nên sao? Lão Tăng Cố Diệp Châu nói bổ sung, anh thấy em chính là nhìn không quen Du Du, cho nên cố ý nhằm vào nó. Cố Lao từ Cố Diệp Hạo không kiên nhẫn nói, Cố Nhan Hạ, em nên không thể an phận làm tiểu thư Cố gia sao? Nhất định phải làm yêu, tôi thật sự là mở mang hiểu biết rồi. Muốn cướp thứ thuộc về người khác, con có thể mỹ hòa biến thành tôi muốn cùng cô ta tranh. Đầu tiên, từ đầu đến cuối tôi đều không cướp thứ gì của cô ta. Ngược lại là cô ta thay thế tôi hưởng thụ cuộc sống yên vui ở Cố gia nhiều năm như vậy. Tiếp theo, các người phải hiểu rõ, năm đó thế nhưng là các người để lạc mất tôi. Tôi không nợ cô ta, càng không có nợ các người. Cho nên, tôi không cảm thấy mình cần phải đền bù ai cả. Tiểu thư Cố gia này, cô ta muốn làm thì tiếp tục làm đi. Tôi căn bản cũng không thèm muốn. Con là có ý gì? Chính là ý trên mặt chữ. Hiện tại tôi liền đoạn tuyệt tất cả quan hệ với các người. Rời khỏi Cố gia, tôi đi rồi. Con gái nuôi bảo bối của các người vẫn như cũ là thiên kim tiểu công chúa của Cố gia. Các người cũng không cần lại lo lắng tôi muốn cướp thứ gì của cô ta, cướp tình yêu của các người với cô ta. Tôi đây là thành toàn các người đấy. Đối với dạng người nhà bất công này, Nhan Hạ thật sự là không thèm nữa. Khi còn bé cô bị Cố lão ngũ làm mất, bị bọn buôn người ôm đi, muốn đem cô bán vào trong núi lớn làm con dâu nuôi từ bé, nhờ có sư phụ cứu và thu dưỡng cô, nếu không cuộc sống của cô sẽ rất thê thảm. Cố Diệp Du tựa ở trong ngực Cố mẫu, cô ta nhìn Nhan Hạ, trên mặt lộ ra nét mặt áy náy xin lỗi nói, "Không, người nên đi là em. Xin lỗi chị, em cũng không muốn tranh tài nguyên của chị. Em chỉ là thích chương trình kia. Cho nên nhị ca mới đi tìm chị. Chương trình kia em không muốn nữa, chị cũng sẽ không cần lại không vui vẻ. Em không muốn khiến cha mẹ cùng các anh trai bực bội và lo lắng. Bộ dáng vô tội tiểu bạch hoa kia của cô, đừng có biểu diễn trước mặt tôi nữa. Tôi sẽ không mắc bẫy này. Cô nói muốn đi đều đã nói một năm rồi, cũng không thấy cô đi thật. Trò xiếc lấy lui làm tiếng này của cô, tôi sớm đã xem chán rồi. Đương nhiên cô sẽ không chủ động tranh tài nguyên với tôi. Dù sao chỉ cần cô mới mở miệng, những con chó liếm của cô ở Cố gia này, tự nhiên sẽ đem thứ mà cô muốn nâng đến trước mặt cô. Em không có, chị đừng có nói cha mẹ và các anh trai như vậy. Con đây là nói cái lời gì? Lễ phép của con đâu? Tôi có cha mẹ sinh, không có cha mẹ nuôi. Lễ phép bị chó ăn rồi. Con đây là đáng trách bọn ta. Bọn ta đem con nhận trở về. Xem ra là nhận lầm rồi. Mặc dù con là con gái ruột của bọn ta, nhưng những năm qua lại là Du Du thay thế con hầu ở bên người bọn ta. Ở trong lòng bọn ta, nó chính là một phần tử quan trọng của Cố gia, cũng là con gái của mẹ. Tôi tranh cái gì sao? Từ khi tôi trở về Cố gia, rõ ràng là các người cùng cô ta liền bắt lấy tôi không thả. Tôi làm cái gì đều sẽ bị các người nói thành là muốn tranh sủng, muốn yêu cầu xa vời thứ không thuộc về mình. Nếu như các người có chứng vọng tưởng bị hại thì mau đi bệnh viện chữa đi, tôi không phụng bồi nữa. Đây là đền bù các người cho tôi. Từ đầu đến cuối tôi cũng không có đụng tới một chút nào. Trong tấm thẻ này có 100 vạn, cô xác thực không hề động qua. Tôi tới Cố gia hơn một năm, tính đến chi phí ăn mặc, tôi tổng cộng sử dụng không đến 10 vạn. Đây là danh sách, vừa rồi tôi đã chuyển 10 vạn vào trong tấm thẻ này. Sau này tôi và các người liền thanh toán xong. Hành động này của Nhan Hạ, để người Cố gia cảm thấy cô hình như là nghiêm túc. Cố mẫu không thể tiếp thu Nhan Hạ từ khi nhận lại luôn tuân theo mọi ý muốn của bà, sẽ làm ra loại chuyện phản nghịch không nghe lời này. Được, con muốn đi thì đi. Nhưng hôm nay chỉ cần con bước ra khỏi cánh cửa Cố gia, sau này cũng đừng hòng lại đi vào. Hừ, lạt mềm buộc chặt, muốn dùng rời đi uy hiếp chúng ta. Lần này nếu để cho nó đạt được, sau này còn không biết sẽ náo ra cái gì nữa. Tôi rời đi rồi, tất nhiên sẽ không trở lại nữa. Nói xong cô kéo theo dương hành lý, không lưu luyến chút nào đi ra ngoài. Cố phụ thấy thế mở miệng nói, đừng náo nữa, tài nguyên chương trình kia của con Du Du cũng không muốn nữa. Sau này cha sẽ bảo nhị ca con tranh thủ một chút tài nguyên tốt cho con. Ông đây là cầm tài nguyên tới vũ nhục tôi sao? Cha không có ý đó, cha chỉ là muốn nói cho con, nếu bọn ta đã tìm con về thì sẽ bù đắp cho con. Tôi còn thực sự là cảm ơn sự bù đắp của các người. Trong hơn một năm nay, các người đối với tôi lạnh bạo lực, phàn nàn và xem thường, tôi đã sâu sắc trải nghiệm qua rồi. Cho nên sự bù đắp của các người tôi thực sự là không muốn nhận nữa. Còn rốt cuộc muốn như thế nào? Ông bình thường rất bận,
Hơn một năm qua xác thực là đã xem nhẹ người con gái ruột này rất nhiều. Đoạn tuyệt quan hệ, chính là đơn giản như vậy. Sau này không cần liên lạc nữa. Cố phụ bị thái độ của Nhan Hạ chọc tức. Năm huynh đệ Cố gia sắc mặt cũng rất khó coi, đặc biệt là lão ngủ Cố Diệp Ngọc. Hắn mang theo vài phần phức tạp cùng nộ khí nhìn Nhan Hạ, nói tới nói lui, em vẫn đang trách anh. Em chính là muốn dùng cái này tới ép bọn anh thỏa hiệp, cùng Du Du tranh sủng. Chẳng lẽ tôi không nên trách anh? Năm đó anh đem tôi làm mất, để tôi bị bọn buôn người ôm đi, kém chút bị bàn đến Đại Sơn làm con dâu nuôi từ bé cho người ta. Chẳng lẽ tôi còn phải cảm tạ ân tình của anh năm đó làm mất tôi? Năm đó không phải là anh cố ý, anh càng không biết em suýt bị bàn đến Đại Sơn. Không phải cố ý, thì có thể xóa sạch chuyện làm mất tôi, bởi vậy thay đổi được chuyện của cuộc đời tôi sao? Lời của Nhan Hạ để Cố Diệp Ngọc không biết phải nói gì. Mặc dù hắn năm đó không phải cố ý, nhưng quả thật để cho em gái ruột mất tích nhiều năm như vậy, khiến cô lưu lạc bên ngoài không hưởng thụ được cuộc sống hào môn thiên kim. Tôi nói một lần cuối, tôi đã không thèm để ý tới các người nữa. Cho nên tôi không có nửa điểm hứng thú tranh sủng với Cố Diệp Du. Các người chưa từng tuyên bố thân phận của tôi với bên ngoài, vừa vặn tôi cũng sẽ không cần phải công khai đoạn tuyệt quan hệ nữa. Sau này không gặp lại. Nó thế mà đi thật rồi. Quá không ra gì. Nó đã ngạnh khí như vậy. Vậy con muốn để nó xem. Sau khi rời khỏi Cố gia chúng ta, nó chẳng phải là cái gì cũng không có. Anh chào hỏi với các công ty giải trí khác một chút. Bảo bọn họ đừng ký với Nhan Hạ. Được, dù cánh nó có cứng, anh tin chắc nó cũng bay không xa. Không lâu sau đó sẽ phải cầu trở về. Cố Diệp Du nghe được lời của hai người anh trai, trong lòng vui mừng. Trên mặt lại mang theo tự trách nói. Đều là em không tốt. Để Nhan Hạ tức giận rời đi. Đại ca nhị ca, hai người không cần như vậy. Chờ chị ấy hết giận, em đi xin lỗi với chị ấy. Các anh lại dỗ dành chị ấy. Chị ấy liền có thể trở về. Cái này không liên quan gì đến em, chỉ là nó không hiểu được thỏa mãn mà thôi. Đúng, rõ ràng nó đã có được thân phận tiểu thư Cố gia. Thế mà còn luôn muốn tranh với em. Quá không ra gì rồi. Em không cần nói xin lỗi với nó, bọn anh sẽ càng không đi dỗ dành nó. Nếu như không cho nó biết thế nào là lễ độ, sau này nó sẽ còn nháo như vậy, khiến gia đình không yên. Chuyện này con không cần phải để ý, các anh trai của con biết phải làm như thế nào. Như vậy Nhan Hạ trở lại, liền có thể ngoan ngoãn rồi. Vâng ạ. Cố phụ nghe đến lời của mấy người, nghĩ thầm khi không ở ngoài lâu hơn được nữa, Nhan Hạ tự nhiên liền sẽ trở về, bởi vậy không có phản đối. Nhan Hạ trở về căn chung cư mà mình từng thuê. Nhìn thấy cuộc gọi, cô hơi hoảng hốt. Đây là người mà cô không muốn dồn hết tâm trí suy nghĩ đến. Bạn trai thanh mai trúc mã Quỳ Lăng. Có việc gì? Cái chương trình kia, có phải em không lên nữa không? Ai nói vậy? Cô biết, Quý Linh cũng hy vọng cô đem danh ngạch tặng cho Cố Diệp Du. Nên lúc này mới gọi điện thoại tới thăm dò. Anh nghe nhị ca em nói, em muốn nhường danh ngạch. Không có loại chuyện này, danh ngạch đó tôi sẽ không nhường cho ai cả. Em không nghe nhị ca em sao? Tại sao tôi phải nghe anh ta? Quý Linh và Cố Diệp Quân là bạn học thời cấp 3. Hai người quan hệ rất tốt, vẫn luôn giữ liên lạc. Diệp Quân là người đại diện của em, khẳng định là vì tốt cho em đừng tùy hứng. Tôi tùy hứng cái gì vậy? Có phải là chỉ cần thứ mà Cố Diệp Du muốn? Tôi không cho, chính là tôi tùy hứng cố tình gây sự. Cho rồi, Cố gia mới sẽ cảm thấy tôi thức thời. Anh mới dễ cùng Bạch Nguyệt Quang của anh song túc song phi. Ở kiếp trước cô và Cố Diệp Du cùng nhau bị người ta bắt cóc. Cùng ngày người Cố gia và Quý Linh liền cùng nhau tìm ra bọn họ. Sau khi đàm phán, bọn cướp bảo bọn họ lựa chọn thả một người trước, một người khác để lại. Quý Linh và người Cố gia đều cùng nhau lựa chọn thả Cố Diệp Du. Lựa chọn của người Cố gia cô cũng không bất ngờ, nhưng lựa chọn của Quý Linh lại bạo kích cô. Lúc ấy cô rất chấn kinh, bạn trai thanh mai trúc mã. Thế mà lại vì Cố Diệp Du mà từ bỏ mình. Em chưa có nói hưu nói vượn, anh không có Bạch Nguyệt Quang gì cả. Quý Linh, chúng ta chia tay đi. Em nói gì cơ? Tôi nói, chúng ta chia tay. Thu hồi câu nói này, anh sẽ coi như không nghe thấy. Không phải tôi trưng cầu ý kiến của anh, mà là thông báo với anh, chúng ta chia tay. Sau này không có quan hệ gì nữa, tại sao chứ? Quý Linh, anh thích Cố Diệp Du thì cứ việc đi theo đuổi. Một bên hẹn hò với tôi, một bên muốn tôi cho cô ta danh ngạch. Ở sau lưng còn chiều cố quan tâm cô ta. Bây giờ anh thật sự khiến tôi rất buồn nôn. Sau này đừng liên lạc nữa. Nhan Hạ nói xong cũng cúp điện thoại. Đồng thời bơ lắc và xóa hết tất cả phương thức liên lạc của Quý Linh. Hôm sau Nhan Hạ đến tổ chương trình ký xong hợp đồng. Vừa ra cửa liền gặp Cố Diệp Quân và Cố Diệp Mộc đưa theo Cố Diệp Du đi tới. Nhan Hạ, chị cũng tới ký hợp đồng à? Các cô là tới ký hợp đồng sao? Đúng vậy, tôi rất thích chương trình này. Cho nên nhị ca đã thương lượng với đạo diễn, để Ngũ ca dẫn theo tôi cùng lên chương trình. Đạo diễn đồng ý rồi. Cho dù cô không nhường danh ngạch, chúng tôi cũng có rất nhiều biện pháp thỏa mãn tâm nguyện của Du Du. Cho nên rõ ràng các người có thể có được danh ngạch. Lại cứng rắn muốn ép tôi nhường. Loại người thân như vậy, thật để cho tôi lau mắt mà nhìn. Còn may, tôi đã đoạn tuyệt quan hệ với các người rồi. Nếu không sẽ bị các người làm cho buồn nôn chết mất. Nhan Hạ, cô đừng có mà quá đáng. Không biết là ai quá đáng. Đã từng làm người thân của các người hơn một năm. Hiện tại nhớ lại, thật sự là quá khiến tôi buồn nôn. Một tuần sau, chương trình bắt đầu từ con số không ra mắt. Đây là chương trình truyền hình thực tế ngoài trời đầu tiên. Chỗ cần đến là một cái sơn thôn hẻo lánh. Nhan Hạ là người đầu tiên đến thôn. Xe của cô vừa tới, trực tiếp liền chính thức bắt đầu. Người đầu tiên làm sao lại là Nhan Hạ đáng ghét này. Không muốn xem cô ta, người như cô ta thì không nên đến tham gia. Không có phim to làm đẹp,
Nhan sắc này của Hạ Hạ thật sự là tuyệt, quá xuất sắc rồi. Tiếp đó chiếc xe thứ hai, thứ ba và thứ tư lần lượt đến. Từ trên xe bước xuống lần lượt là ca sĩ nổi tiếng NVV, tiểu hoa hạng 2 Tống Dịch Nhàn cùng một diễn viên phái thực lực Tô Cẩm. Rất nhanh, lại tới một chiếc xe là Cố Diệp Ngọc và Cố Diệp Du. Thật sự là thần tiên huynh muội, nhan sắc này cũng tuyệt thật. Muội muội bộ dáng này, quả nhiên giống như là một tiểu tiên nữ. Qua mấy phút, lại tới hai chiếc xe. Quý Linh dung mạo khí chất lạnh lùng bước xuống xe trước. Tống Dịch Nhàn không thích Nhan Hạ xinh đẹp hơn mình. Nhan Hạ, cô không chào hỏi với Quý Ảnh Đế sao? Tôi nghe nói hai người thế nhưng là thanh mai trúc mã. Chúng tôi trước đó đã tuyệt giao, không lui tới nữa. Ở trong chương trình, cô không muốn cùng Quý Linh có cái gì lui tới cùng liên lụy. Muốn đoạn thì triệt để đoạn sạch sẽ. Cho nên mượn lời của Tống Dịch Nhàn, nói do quan hệ hiện tại của hai người họ, tiêm một mũi tiêm phòng cho mọi người trước. Hai người tuyệt giao rồi, tại sao vậy? Cái này hình như cũng không liên quan đến cô. Quý Linh không muốn Nhan Hạ lại nói đến chuyện bọn họ đoạn tuyệt quan hệ. Không phải sợ mất mặt, mà là đáy lòng hắn kháng cự mâu thuẫn. Lúc này từ chiếc xe ở phía sau kia bước xuống một chàng trai trẻ tuổi cao giáo thẳng tắp, toàn thân tản ra một cỗ khí chất kiệt ngạo bất tuần, tùy ý trương dương. Nhan Hạ ở kiếp trước đã xem qua đoạn đầu của chương trình Tống Nghệ này, đã sớm biết vị khách mời thần bí này là ai. Thạch Hy Diễn, sinh ra trong đỉnh cấp hào môn đế đô, so với hào môn như Cố gia, có thể vãi ra một con phố. Ấn tượng của Nhan Hạ với Thạch Hy Diễn tương đối sâu, bởi vì đây là chàng trai duy nhất không ưa Cố Diệp Du, thậm chí là còn từng mở miệng chửi cô ta. Cố Diệp Du nhìn thấy Thạch Hy Diễn, đáy mắt lộ ra kinh ngạc. Đạo diễn và tổ chương trình quá kín tiếng, cô ta không biết được là vị khách mời thần bí thế mà là Thạch Hy Diễn. Thạch Hy Diễn tới tham gia chương trình này cũng tốt, mình sẽ để anh ta nhận ra mình tốt, sau đó sẽ thích mình. Hoan nghênh các vị tới đây tham gia chương trình truyền hình thực tế bắt đầu từ con số 0. Hiện tại tôi nói kế hoạch tiếp theo cho mọi người một chút. Kiếp trước Nhan Hạ và con gái nuôi của Cố gia cùng bị bắt cóc. Bất luận là cha mẹ ruột, năm người anh trai hay là bạn trai thanh mai trúc mã đều chọn cứu con gái nuôi trước. Nhan Hạ bị giết con tin mà chết, trùng sinh trở về, cô không hầu hạ nữa. Bắt đầu từ con số 0, chủ yếu là thể hiện ở dưới tình huống mọi người trên người không có đồng nào phải làm sao để sinh sống. Điều người không có đồng nào rồi, chúng tôi còn có thể sinh sống thế nào? Lấy cái gì mua đồ ăn đồ uống? Các cậu có thể nghĩ biện pháp tìm đồ để đổi đồ ăn với thôn dân. Hoặc là đi hỏi các thôn dân một chút, có cái gì cần giúp đỡ hay không? Có thể đổi sức lao động lấy đồ ăn. Kỳ thứ nhất liền để nhóm khách mời tự do phát huy. Dù sao đây cũng là trực tiếp, nói không chừng sẽ càng thú vị. Đi hơn một giờ đường núi, đoàn đạo diễn dừng lại ở trước của một trang viên nhỏ. Du Du, em đã mệt chưa? Lát nữa đi vào ảnh giúp em bóp chân. Cố Diệp Du đầu tiên là liếc mắt nhìn Nhan Hạ đứng cách đó không xa, lúc này mới ngọt ngào lên tiếng nói. Dạ được, cảm ơn ca ca. Nhan Hạ nghe được lời của ngũ ca, trong lòng khẳng định là khó chịu và đố kỵ với mình. Nếu như lát nữa không lựa lời nói chút gì thì tốt hơn. Cảm ơn cái gì, em là em gái anh mà. Khi Nhan Hạ còn chưa trở mặt với gia đình, lúc này hẳn là sẽ chủ động tới quan tâm chân của mình có đau hay không. Có thể là bởi vì đang trực tiếp, cho nên Nhan Hạ mới lãnh đạm như vậy. Chờ vào cửa nghỉ ngơi, sau khi trực tiếp tạm dừng, Nhan Hạ hẳn là sẽ chủ động tới tìm mình, dùng thủ pháp đặc biệt giúp mình bóp chân. Nếu như Nhan Hạ chủ động tới câu hóa, mình có nên miễn cưỡng tha thứ cho nó không nhỉ? Hay là không để ý nó, cho nó biết hậu quả của tùy hứng là gì? Tòa trang viên nhỏ này là nơi ở mà tổ chương trình chúng tôi đặc biệt sắp xếp cho mọi người. Hoàn cảnh đơn sơ như vậy, chúng tôi bốn vị nam sĩ ngược lại là không sao. Nhưng đối với bốn vị nữ sĩ có phải là hơi quá hà khắc không? Từ lúc nào cậu có thể đại diện cho ba nam khách mời chúng tôi vậy? Còn có thể vì bốn nữ khách mời khác đưa ra quyết định nữa. Cậu đừng có đại diện cho tôi. Anh trai tôi chỉ là vì nghĩ cho chúng ta, không có gì khác. Nhưng mà nam khách mời các anh có thể ở như vậy, chúng tôi cũng có thể. Cố Diệp Du mặt ngoài giống như là giải vây cho Cố Diệp Ngọc, trọng điểm lại là muốn nhấn mạnh cô ta không kiêu căng, có thể nghe theo tổ chương trình sắp xếp, lên chương trình truyền hình thực tế, có thể chịu khổ và không kiêu căng, là dễ dàng đạt được hảo cảm và sự hâm mộ của người xem nhất. Làm phiền đừng đại diện tôi. Nhan Hạ càng ngày càng bất lịch sự rồi, rất tốt. Xin lỗi, tôi không biết là chị ghét điều kiện ăn ở như vậy. Con tưởng rằng chị cũng có thể nghe theo tổ chương trình sắp xếp, ở chung cùng với chúng tôi. Cô không muốn ở thì không muốn ở, có gì phải nói chuyện như vậy với Du Du. Trước đó tổ chương trình cũng đã nói, sẽ ở nông thôn quay chương trình. Nếu như cô ghét điều kiện không tốt, thì không nên đến. Tôi từ lúc nào nói tôi ghét điều kiện ăn ở như vậy? Không nghe tổ chương trình sắp xếp, không muốn ở đây. Anh muốn bảo vệ em gái đó là chuyện của anh, nhưng xin đừng có không phân tốt xấu mà cố ý xuyên tạc ý của người khác. Hơn nữa lời của các anh cũng không phải là thánh chỉ, nơi này cũng không phải nhà anh, không phải ai cũng muốn nuông chiều anh em các anh đâu. Nói hay lắm, nơi này không có ai muốn nuông chiều các cậu cả. Vậy cô là có ý gì? Nơi này giường chỉ có tấm ván gỗ, ngay cả đệm và ga trải giường cũng không có, phải làm sao ngủ? Anh em các anh có thể chịu khổ nhọc, có thể cứ ngủ giường gỗ trụ lùi như vậy một tuần,
nhưng tôi tự ti, không làm được ngủ trên đó một tuần. Cho nên tôi mới bảo em gái anh đừng đại diện cho tôi. Vốn dĩ ý của tôi là muốn mọi người cùng tổ đạo diễn thương lượng một chút. Xin bọn họ cung cấp một chút đệm và ga trải giường. Lời này khiến cho Cố Diệp Ngọc và Cố Diệp Du trong nhất thời không biết phải nói cái gì mới phải. Đặc biệt là Cố Diệp Du, bị Nhan Hạ châm chọc như thế, càng là cảm thấy mặt có chút không nhịn được. Giường gỗ trụ lùi như vậy, ngủ một ngày tôi đều chịu không được, đừng nói là một tuần. Thật là xin lỗi, tôi cũng làm không được. Tôi cũng làm không được. Hơn nữa ngủ mấy ngày, cơ thể cũng chịu không được. Cố Diệp Du không nghĩ tới lời nói của mình sẽ khiến cho mọi người bất mãn. Xin lỗi, vừa rồi tôi không nghĩ tới chuyện đồ đạc trên giường. Em được nông chiều lớn lên, không nghĩ tới cũng bình thường. Tôi vừa rồi cũng đâu có nói gì. Ánh mắt cô thế mà đỏ rồi. Làm ra vẻ như là tôi bắt nạt cô vậy. Nhiên Trà Xanh cũng quá đáng quá rồi đấy. Bắt lấy tiểu tiên nữ nhà chúng ta ức hiếp. Người ta là được nuông chiều lớn lên, không chú ý tới những thứ này cũng rất bình thường. Nhan Hạ cần phải nhìn chằm chằm không thả sao? Cảm giác cô ta chính là cố ý nhằm vào anh em Du Du. Thật sự là quá đáng ghét rồi. Fan của Nhan Hạ nhìn thấy comment của hai người này đều là cạn lời. Hạ Hạ chẳng qua chỉ là nói thật mà thôi, làm sao lại thành ức hiếp tiểu tiên nữ rồi? Trên cái giường gỗ này cái gì cũng không có, vốn là không có cách nào ngủ, sao lại thành kiếm chuyện rồi? Đạo diễn, yêu cầu của chúng tôi cũng không quá đáng, liền cho mỗi người một bộ vật phẩm trên giường là được. Không đúng, anh em Diệp Du không cần đến, chuẩn bị cho 6 người là được. Dựa vào cái gì không cho anh em chúng tôi? Trước đó không phải là các cậu nói các cậu có thể sao? Muốn phục tùng tổ đạo diễn sắp xếp cơ mà. Sau khi cho thấy các cậu có thể chịu khổ nhọc như thế nào xong, hiện tại các cậu lại muốn chung với chúng tôi à? Tốc độ trở mặt này, để tôi nhìn mà than thở. Tổ chương trình các ông xem mà xử lý đi, còn may đồng ý hai huynh muội này tới làm khách mời đặc biệt. Mới ngày đầu tiên mà mâu thuẫn đã kịch liệt như thế, vậy trực tiếp không sợ thiếu chủ đề rồi. Cho đương nhiên là có thể cho, nhưng mà cũng không thể cứ như vậy cho không. Dù sao mọi người phải bắt đầu từ con số không. Nếu chúng tôi cái gì cũng cung cấp miễn phí, vậy thì không phù hợp với chủ đề này nữa. Vậy muốn như thế nào mới có thể cho? Buổi tối chỉ cần mỗi người các vị cung cấp một món ăn đã nấu xong, mời nhân viên công tác của tổ chương trình chúng tôi ăn. Sau đó sẽ cung cấp cho các vị mỗi người một bộ vật dụng trên giường. Các vị có muốn tổ đội trước hay không? Hành động cùng ăn cơm cái gì đó, có thể một đội người cùng nhau. Chủ ý này hay, tôi ủng hộ. Du Du, chúng ta ở cùng nhau, vừa dễ dàng tổ đội. Không vấn đề. Vậy tôi và Quý Ảnh Đế gia nhập đội của hai người, tôi không có ý kiến. Cứ như vậy, Thạch Hy Diễn, Tô Cẩm, Nhan Hạ và Ân Vi Vi bốn người thành một tổ đội khác. Chúng ta lát nữa có phải là trực tiếp vào từng nhà trong thôn hỏi nhà ai cần người làm việc không? Chúng ta không quen biết thôn dân, chỉ có thể hỏi từng hộ một. Đồng ý. Tôi có một đề nghị. Đề nghị gì? Chúng ta trước tiên có thể đi tìm bí thư chi bộ thôn, tìm hiểu tình hình trong thôn một chút, nhìn xem những gia đình nào sẽ cần sự hỗ trợ. Sau đó chúng ta sẽ có mục tiêu đi tìm nhà của những người này. Như vậy càng đỡ tốn thời gian công sức. Đúng vậy, biện pháp này hay. Nhìn thấy mấy minh tinh tìm đến mình, bí thư chi bộ thôn có chút bất ngờ. Mọi người tìm tôi có việc gì? Chúng tôi muốn biết tình hình trong thôn một chút, xem có nhà ai cần giúp đỡ hay không. Chúng tôi đổi chút thức ăn. Thôn trưởng đầu tiên đại khái giới thiệu thôn một lần, sau đó suy nghĩ một chút nói, có mấy nhà có thể sẽ cần sự giúp đỡ. Nhà Lâm Nhị gần đây đang hái của, sẽ thiếu nhân lực. Nhà Lão Ngũ, Nhan Hạ mượn giấy bút của bí thư chi bộ thôn, đem những thông tin ông nói ghi lại. Chiếc máy kéo này bị hỏng rồi à? Đúng vậy, nửa tháng trước đột nhiên hỏng rồi. Mọi người tới sửa cũng không sửa được. Chiếc máy kéo này hỏng rồi có phải là rất không thuận tiện không? Là quá không thuận tiện rồi. Vốn là muốn đi trên trấn mua phân hóa học gì đó đều bị trì hoãn rồi. Nếu chúng tôi sửa xong chiếc máy kéo này, có thể đổi một chút đồ ăn xem như thù lao hay không? Các cô biết sửa máy kéo sao? Cô biết sửa à? Tôi biết. Sau khi Nhan Hạ bị giết, xuyên qua đến các tiểu thế giới, không ngừng học tập nâng cao và rèn luyện các loại kỹ năng khác nhau, cho nên sửa máy kéo hoàn toàn không thành vấn đề. Tôi không tin Nhan Hạ biết sửa. Khẳng định là cố ý giả vờ giả vịt thu hút sự chú ý của mọi người. Đây không phải lãng phí thời gian của mọi người sao? Fan hâm mộ của anh em Cố Diệp Ngọc và Quý Linh hung hăng mắng Nhan Hạ tâm cơ nặng ở trên kênh chat. Sửa xong rồi, nhanh vậy sao? Ông có thể thử xem. Nhan lão sư cô quá lợi hại rồi. Người lần trước tôi mời đến, sửa hơn nửa ngày đều không sửa được. Cô nửa canh giờ cũng chưa tới đã sửa xong rồi. Sao cô lại biết sửa máy kéo vậy? Khi tôi lên đại học, tôi đã học thêm ngành cơ khí. Vậy chuyên ngành của cô là cái gì? Chuyên ngành của tôi là phong thủy huyền học. Câu này vừa nói ra, người ở chỗ này lại kinh ngạc. Rất bất ngờ Nhan Hạ thế mà là học phong thủy huyền học.
Vậy có phải là cô biết xem tướng và xem phong thủy không? Đương nhiên biết xem, vậy cô giúp tôi xem một chút tướng mạo. Không vấn đề, thời điểm nghỉ ngơi tôi xem giúp cô. Vivi cũng không muốn Nhan Hạ xem bây giờ, dù sao cũng đang trực tiếp không tiện nói chuyện. Các cô sửa xong máy kéo. Hôm nay liền đến nhà tôi ăn cơm đi. Vậy chúng tôi liền quấy rầy rồi. Chỉ là thời điểm nấu cơm, có thể mỗi món làm nhiều một chút hay không? Chúng tôi trước đó có một nhiệm vụ. Cô đem chuyện dùng đồ ăn đổi lấy vật phẩm trên giường nói một lần. Tôi còn tưởng là chuyện gì chứ? Không vấn đề, chúng tôi mời người tới sửa máy kéo. Sửa xong ít nhiều cũng phải 1-200 tệ, thậm chí nhiều hơn. Mấu chốt là trước đó chúng tôi đều tưởng rằng không sửa được. Không có cách nào còn phải mua một máy mới. Chi phí phải tốn hao cao hơn. Cho nên cô đây là giúp đại ân rồi. Một bữa cơm là chuyện nhỏ. Cầm nước xong xuôi, Nhan Hạ mấy người mang theo 4 món ăn nóng trở về trang viên. Đổi vật phẩm trên giường với tổ đạo diễn. Các cậu liền đổi được những vật này. Nghe giọng điệu này của anh, các anh đổi được rất nhiều thứ sao? Nhìn thấy 4 món ăn nóng trên bàn, Cố Diệp Ngọc 4 người kinh ngạc đến ngay người. Bởi vì đội chúng tôi có Nhan Hạ, chúng tôi được nằm thẳng. Các anh dựa vào Nhan Hạ nằm thẳng. Nhan Hạ sửa được máy kéo cho bí thư chi bộ thôn. Cho nên bí thư chi bộ thôn mời chúng tôi ăn cơm nhà ông ấy. Nhan Hạ biết sửa máy kéo. Cô từ lúc nào lại biết sửa máy kéo vậy? Tôi vẫn luôn biết sửa. Anh không biết rất kỳ lạ sao? Cố Diệp Ngọc nghẹn lại. Hắn phát hiện càng ngày càng có chút nhìn không thấu em gái ruột rồi. Cố Diệp Ngọc 4 người luống cuống tay chân bắt đầu nấu cơm. Chuẩn xác mà nói là Cố Diệp Du nấu cơm, còn 3 người khác thì chỉ đứng trong phòng bếp phụ họa. Mà dầu ăn không cẩn thận tung tóe bắn lên tay Cố Diệp Du. Du Du, tay em bị thương liền đừng làm nữa. Cố Diệp Du đương nhiên không muốn tiếp tục làm, nhưng cái này đang trực tiếp. Cô còn phải củng cố hình tượng tiểu tiên nữ thân thiết của mình. Không sao, em còn có thể. Còn 2 món ăn nữa là nấu xong rồi. Nếu như không nấu được, mọi người sẽ không có cách nào đổi vật dụng trên giường. Không được, tay em bị thương rồi, sao có thể tiếp tục chứ? Mau đi thoa thuốc. Nhan Hạ, cô giúp nấu 2 món ăn đi. Nếu như anh đổ ốc nước vào, thì mau đi đổ ra đi. Tôi cũng không phải người hầu của anh. Hạ Hạ lại không phải đội các cậu, càng không nợ cậu, dựa vào cái gì phải giúp các cậu làm đồ ăn. Thật là xin lỗi, thời điểm tôi nấu cơm tay bị thương. Anh tôi lo lắng, lúc này mới nghĩ nhờ Nhan Hạ giúp đỡ. Anh tôi cũng là lo lắng sẽ bị loạn. Xin đừng trách anh ấy. Nhan Hạ biết Cố Diệp Du là cố ý ở trước mặt mình. Khoe anh trai quan tâm cô ta nhiều hơn. Cô không cần cố ý ở trước mặt tôi cho tôi thấy tình anh em sâu đậm của các cô. Anh ta quan tâm cô, anh ta có thể tự mình đi giúp cô nấu ăn. Tại sao lại phải tới tìm tôi chứ? Tôi từ chối anh ta, cô liền nhấn mạnh với tôi anh ta chỉ là quan tâm cô. Tôi không thể trách anh ta. Tôi nhớ là tôi và các cô sớm đã không liên quan rồi. Ép buộc đạo đức cũng không phải chơi như vậy. Nhan Hạ lại còn có thể lý trí như thế. Không phải là nên bị kích thích mắng mình sao? Tôi không có. Câu nói sau cùng của Nhan Hạ khiến cô ta có chút bận tâm. Sợ đối phương đem quan hệ của họ lộ ra ánh sáng trước mặt mọi người. Em gái mà Cố Diệp Ngọc thừa nhận chỉ có thể là cô ta. Anh, em đã xối tay bằng nước lạnh. Đã đỡ nhiều rồi. Em có thể tiếp tục làm 2 món ăn còn lại. Anh không cần mời người khác giúp đỡ. Được, có người anh đã mời không nổi nữa rồi. Hiện tại anh xác thực đã mời không nổi nữa. Tôi và các anh cũng không quen. Sau này xin hãy tự trọng. Cố Diệp Du sợ Ngũ Ca không lựa lời nói ra. Nói thẳng ra chuyện Nhan Hạ là em gái của hắn. Ai nha, đồ ăn em nấu sắp cháy rồi. Anh, mau đi vào hỗ trợ. Về phòng bếp đều phải tay trong tay. Quả nhiên là huynh muội tình thâm khoe chưa đủ mà. Nghe tới lời của Nhan Hạ, lúc này mới khiến mọi người chú ý đến. Cố Diệp Du là nắm tay Cố Diệp Ngọc về phòng bếp. Đồng thời cũng có loại khó chịu nói không nên lời. Anh em trưởng thành mà lại nắm tay thân mật như vậy sao? Hạ Hạ, đừng nói nữa. Vừa rồi là ai sai? Chỉ cần có mắt đều có thể nhìn ra. Anh sẽ không phải là không phân biệt đúng sai chứ? Anh không hiểu rõ, thì không có quyền lên tiếng. Quý anh đấy, ý của anh là, tôi bị người khác ra lệnh và sai khiến, chỉ có thể chấp nhận mà không được phản đối sao? Chẳng lẽ anh cảm thấy là tôi nợ bọn họ? Không, tôi không phải có ý này. Cô đừng nghĩ nhiều. Hừ, tôi lại không thèm để ý. Có thể nghĩ nhiều cái gì? Ngược lại là các anh luôn yêu thích trả đũa. Cô xác thực không thèm để ý, thật không quan tâm thái độ của Cố Diệp Ngọc và Quý Linh. Nhưng không để ý, lại không có nghĩa là bọn họ có tư cách sai khiến và chỉ trích cô. Nhan Hạ có phải bị bệnh không vậy? Chẳng những mắng Ngọc Ngọc nhà tôi, còn oán Quý ảnh đế. Cô ta nghĩ rằng mình là ai vậy? Đúng vậy, một cái bình hoa hạng 3. Thế mà cứng rắn mắng Đỉnh Lưu và ảnh đế. Ai cho cô ta dũng khí vậy? Ngọc Ngọc nhà tôi chẳng qua là đau lòng em gái. Nhan Hạ mới là đầu óc nước vào. Nhan Hạ là đứa trà xanh, chính là muốn chơi lạt mềm buộc chặt với Ngọc Ngọc và Quý ảnh đế. Diệp Bình Lưu nhà các người coi bản thân là hoàng đế, lời nói ra là thánh chỉ sao? Hạ Hạ lại không phải nợ anh ta. Rõ ràng là thanh mai trúc mã cùng lớn lên. Quý ảnh đế lại giúp người ngoài, chẳng trách Hạ Hạ muốn tuyệt giao. Ban đêm sau khi trực tiếp tạm dừng, Quý Linh đến tìm Nhan Hạ. Hạ Hạ, tôi muốn nói chuyện riêng với cô. Lời tôi muốn nói trước đó đã sớm nói xong rồi, cho nên không có gì để nói với anh cả. Nhất
nhất định phải náo thành như vậy sao? Cô có hiểu lầm với tôi, tôi chỉ là muốn giải thích rõ ràng. Hắn muốn cùng cô nói rõ ràng, hắn và Cố Diệp Du cũng không phải là loại quan hệ như Nhan Hạ nói. Tôi và anh đã không còn quan hệ nữa, cho nên anh không cần giải thích, tôi càng không có hứng thú nghe. Quý Linh không nghĩ tới, Nhan Hạ lại ngay cả nói chuyện riêng với mình cũng không đồng ý. Hắn đưa tay định bắt lấy tay Nhan Hạ, Quý Ảnh Đế, xin anh hãy tự trọng. Nói xong cô cùng Ân Vi Vi nhanh chóng rời đi, một bộ dáng vẻ tránh không kịp đối với Quý Linh. Xem ra rất nhiều lời đồn trên mạng đều là tung tin đồn nhảm. Nói gì mà Nhan Hạ bám lấy Quý Ảnh Đế không buông. Nhưng xem xét từ tình huống vừa rồi, rõ ràng là Nhan Hạ không thèm để ý đến Quý Ảnh Đế. Tần đạo diễn, mũ của chúng tôi lấy ở đâu? Mũ gì cơ? Chúng tôi không có phát mũ. Nếu các ông không phát, bốn người của đội kia cầm trong tay lại là cái gì? Đó cũng không phải là tổ đạo diễn chúng tôi phát. Mũ rơm của bọn họ là Nhan Hạ và Ân Vi Vi cùng nhau bện đó. Chúng tôi cung cấp không được. Nhan Hạ, tại sao lại là Nhan Hạ? Nơi nào cũng có nữ nhân này. Tống Dịch Nhàn này thật sự là lắm mồm. Chúng ta cũng đi thôi, tranh thủ hôm nay cố gắng đổi được nhiều đồ ăn hơn. Phía đội của Nhan Hạ đi tới nông hộ nhà Lâm Nhị đã hẹn từ hôm qua để hái quả. Còn may Hạ Hạ sớm đã nghĩ đến bện mũ rơm, nếu không hôm nay mặt của chúng ta liền thảm rồi. Đúng, còn may chúng ta có Hạ Hạ. Lúc này Nhan Hạ phát hiện Lâm Nhị ấn đường biến đen, con cái cung vị trí càng trở nên càng ngày càng xanh đen. Con của ông đâu? Thằng nhóc kia trước đó đã ra ngoài rồi. Tôi nhìn gương mặt ông, con của ông có nguy hiểm tính mạng. Có nguy hiểm tính mạng gì? Nhìn tướng mạo hẳn là sắp bị đuối nước. Nhanh, chậm thêm thì không kịp nữa. Chúng ta cũng đi xem sao, Nhan Hạ biết xem tướng mạo thật sao? Tôi cảm thấy cô ta chính là lừa người. Nếu như là giả, cô ta đây là chủ con trai người ta đấy. Cứu mạng. Nhan Hạ nghĩa vô phản cố nhảy vào trong nước dũng mãnh bơi về phía đứa bé. Tiếp đó Thạch Hy Diễn cũng nhảy xuống. Nhan Hạ thể lực tốt, thành công đem đứa bé đưa lên trên bờ. Thạch Hy Diễn gặp nguy hiểm. Nhan Hạ quay đầu, liền thấy Thạch Hy Diễn chìm xuống dưới. Nhan Hạ. Nếu như Nhan Hạ trực tiếp chết đuối, vậy thì cũng không tệ. Mình cũng sẽ không cần phải lo lắng cô ta cướp sủng ái và đồ vật với mình nữa. Ngay tại lúc Thạch Hy Diễn cho là mình có thể sẽ bị chết đuối, đột nhiên một cái tay kéo hắn lại. Vừa lên bờ, Nhan Hạ đã ngồi dưới đất thờ hồn hển. Mặc dù cô vẫn luôn chú ý rèn luyện thân thể, nhưng vừa rồi một chuyện như vậy, vẫn là mệt đến sức cùng lực kiệt. Cảm ơn, khả năng cho phép mà thôi, không cần khách khí. Đối với Thạch Hy Diễn, cô vẫn luôn có ấn tượng rất tốt. Ngoại trừ hắn là một trong số cực ít con trai không thèm ngó ngàng tới Cố Diệp Du, còn có hắn thật sự là tính cách cởi mở. Lần này xuống nước cứu người, cô kỳ thật cũng không nghĩ tới Thạch Hy Diễn sẽ theo mình cùng nhau nhảy xuống nước. Nhìn thấy đối thoại và ý cười trong mắt hai người, trong lòng Quý Linh sinh ra một loại cảm giác khó chịu và cách ứng. Hạ Hạ, cô không sao chứ? Đa tạ Quý Ảnh Đế quan tâm, tôi không sao. Quý Linh ngực đều là ngột ngạt, hắn rất muốn hỏi tại sao Nhan Hạ phải dùng loại thái độ lạnh lùng xa cách này nói chuyện với mình, nhưng vì đang trực tiếp chỉ có tiếp tục chịu đựng. Không sao thì tốt. Cố Diệp Ngọc cũng là muốn mắng Nhan Hạ đầu óc nước vào, thế mà bất chấp nguy hiểm đi cứu Thạch Hy Diễn, đồng thời còn có chút ghen, nhưng mà cũng bởi vì trực tiếp nên nhịn xuống, thật là khiến người ta khó chịu. Bởi như vậy chẳng những Thạch Hy Diễn sẽ nợ Nhan Hạ một ân tình, không ít người xem trực tiếp sẽ còn thay đổi cách nhìn đối với Nhan Hạ. Xem ra sau này mình phải càng thêm cố gắng biểu hiện mới được. Hôm nay thật sự là rất cảm tạ mọi người. Biết đứa nhỏ gặp nguy hiểm, dưới khả năng cho phép, chúng tôi chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bất kể nói thế nào, các cô đều là đại ân nhân của chúng tôi. Ân tình này tôi xin ghi nhớ. Nhà bọn họ chỉ có một cậu con trai, đó là xem như mệnh căn tử đối đãi giống nhau. Lâm Nhị kiên trì muốn báo ân, hỏi đám người Nhan Hạ muốn cái gì, chỉ cần bọn họ có, đều có thể cho. Sự nhiệt tình của Lâm Nhị khiến Nhan Hạ không tiện trực tiếp từ chối. Vậy thì mời chúng tôi ăn bữa cơm đi, một bữa cơm nơi nào đủ. Như vậy đi, trong thời gian các cô ở trong thôn quay chương trình, cơm của các cô, nhà chúng tôi bao hết. Cái này nếu như cơm đều bao hết, còn có cái gì đáng xem? Thật sự không cần như vậy, chúng tôi đang quay chương trình, bọn họ không thể một mực đến nhà các anh ăn cơm được. Nghe tới Tần đạo diễn nói như vậy, Lâm Nhị mới nhớ tới, đám người Nhan Hạ là minh tinh, lần này tới thôn là quay chương trình, sợ ảnh hưởng bọn họ quay chương trình, lúc này mới đồng ý. Chúng tôi hôm nay lại dựa vào hai người nằm thẳng rồi. Đối với hành động cứu người của Nhan Hạ và Thạch Hy Diễn, Tô Cẩm là bội phục trong lòng. Hạ Hạ, cô quá lợi hại rồi. Tôi vẫn luôn rèn luyện thân thể, cho nên thể lực vẫn được. Hôm nay chúng ta không cần đi vườn trái cây, hay là nhận một ít việc tới làm trong viện tử. Nghe thấy cô nói sang chuyện khác, người ở chỗ này càng bội phục hơn. Đổi thành người khác, hiện tại 89 phần 10 sẽ nhịn không được. Ở trong trực tiếp một mực nói đến chuyện cứu người, bọn họ chỉ là thuận theo bản tâm đi cứu, mà không muốn đem việc này làm cho giống như là yêu công một dạng. Được thôi, vậy nhận công việc gì làm? Mọi người biết cái gì? Tôi có thể nhận việc sửa đồ điện. Chơi game rất giỏi có tính không? Anh là quán quân Acibot, vì quốc gia làm vẻ vang. Chơi game rất giỏi tất nhiên tính, nhưng mà thả đến nơi đây, liền không có cách nào thi triển được.
Thạch Khi Diễn trải qua chuyện vừa rồi được cứu, đã rút ngắn khoảng cách với Nhan Hạ một chút. Vậy cô có đề nghị gì hay không? Mọi người am hiểu cái gì? Hoặc là bình thường có sở thích gì không? Tôi chủ yếu là am hiểu chơi game và ca hát khiêu vũ. Đúng rồi, phương diện nhạc khí tôi cũng am hiểu. Tôi am hiểu nhất chính là diễn kịch. Bình thường thích viết thư pháp và quốc họa. Tôi am hiểu nhất chính là ca hát. Khiêu vũ cũng biết. Vậy cứ dựa theo năng khiếu và sở thích của mọi người, chúng ta ở đây mở mấy cái lớp. Mở mấy cái lớp? Đúng, bí thư chi bộ thôn nói trong thôn đại đa số đều là người già và trẻ em. Chúng ta liền nhằm vào bọn họ làm việc. Ví dụ Thạch Khi Diễn, anh có thể dạy bọn nhỏ ca hát khiêu vũ hoặc là nhạc khí. Anh tôi có thể dạy bọn nhỏ thư pháp và quốc họa. Vivi có thể dạy bọn nhỏ ca hát khiêu vũ. Tôi có thể giúp một tay sửa đồ điện, hoặc là phụ đạo làm việc. Cũng không cần trả công bằng tiền, bảo bọn họ cho chút đồ ăn là được. Nghe tới Nhan Hạ nói như vậy, trong mắt ba người ý cười đều nồng nồng. Chú ý này hay, chẳng những nhẹ nhàng hơn hái quả, còn có nhiều thứ để xem hơn. Cái này được. Hay là chúng ta hôm nay chuẩn bị trước, ngày mai rồi mở lớp đi. Vậy lát nữa chúng ta đi tìm bí thư chi bộ thôn, để ông ấy nói một chút với các thôn dân. Còn không chờ bọn họ đi thôn ủy hội, bí thư chi bộ thôn đã tới cửa trước rồi. Cảm ơn Nhan Hạ và Thạch Khi Diễn cứu đứa bé. Nhan Hạ hai người cùng bí thư chi bộ thôn khách sáo một phen, liền nói tới chuyện vừa nãy thương lượng. Thật sự là chuyện tốt, các cô cứ việc mở lớp, còn lại giao cho tôi tới xử lý là được. Nghe bí thư chi bộ thôn nói, những minh tinh này có thể dạy bọn nhỏ ca hát, khiêu vũ, hội họa, hoặc là ôn tập công khóa. Không ít người già và gia trưởng liền tâm động, lại nghe được Nhan Hạ biết sửa đồ điện. Trong thôn chiếc máy kéo bị hỏng kia chính là do cô sửa. Thế là trong nhà có đồ điện gia dụng hỏng đều lấy ra, ông đến viện tử nhờ Nhan Hạ sửa. Nhan Hạ sửa rất nghiêm túc, hơn nữa còn vừa nhanh vừa tốt. Mỗi khi sửa xong một đồ điện, liền có thể thu hoạch một chút các thôn dân gạo, mì sợi, thịt và rau của các loại. Buổi chiều, trên mặt bàn trong sân đã chứa đầy đồ ăn. Để cho một đám người khác, ở bên ngoài hái của vất vả đã hơn nửa ngày, nhìn tới trợn mắt hốc mồm. Nhan Hạ thế mà lại biết sửa nhiều đồ điện như vậy, thật sự là quá để bọn họ bất ngờ rồi. Nhan Hạ trước đó quá biết che giấu rồi, chẳng trách nhất định phải tới chương trình này thể hiện. Phi, đồ gian xảo, không phải chỉ là biết sửa chút đồ điện sao, có gì đặc biệt hơn người chứ? Chờ đến lúc hết đồ điện để sửa, xem cô lại lấy cái gì thể hiện đoạn ống kính. Nhiều đồ ăn như vậy, các chị có thể ăn hết sao? Ở viện tử chúng ta không có tủ lạnh. Thịt để tới ngày mai không biết là có bị hỏng hay không? Cô ta nói như vậy, cũng là hy vọng Nhan Hạ bọn họ có thể đem thịt chia cho đội của cô ta một chút. Đương nhiên, nếu như Nhan Hạ không cho, vậy cũng có thể cho người xem lưu lại một ấn tượng là cô keo kiệt. Nhan Hạ nơi nào nhìn không ra, yên giấu trong lời nói của Cố Diệp Du. Sẽ không hỏng, hôm nay có một bà lão đã dạy chúng tôi, đem thịt đựng vào trong rổ, thả xuống giếng nước liền có thể giữ tươi. Vừa vặn trong viện tử của chúng ta có một cái giếng nước đấy. Nghe tới lời của Nhan Hạ, Cố Diệp Du nghẹn lại, nữ nhân này tuyệt đối là cố ý giả vờ nghe không hiểu. Nhiều như vậy, các chị cũng ăn không hết. Cái này thì không cần cô nhọc lòng, đây là của Hạ Hạ chúng tôi sửa đồ điện kiếm được. Nếu các cô thèm thịt, có bản lĩnh thì tự mình đi kiếm, đừng nhìn chằm chằm chúng tôi. Cố Diệp Du không ngờ tới Thạch Khi Diễn nói chuyện không khách khí như vậy. Tôi không muốn ăn, cũng không có nhìn chằm chằm, tôi chỉ là thấy các anh nhiều thịt, nhắc nhở các anh dễ bị hỏng mà thôi. Cô đừng coi thường tôi không học thức. Ý trong lời nói vừa nãy của cô, tôi vẫn là có thể nghe ra được, tôi thật sự không có. Cố Diệp Ngọc nhìn thấy em gái bị ức hiếp, tất nhiên không cam lòng. Nếu đã biết bản thân không học thức, vậy thì bớt nói vài lời, đừng luôn luôn ức hiếp con gái. Đúng đúng, tôi không học thức, sao ra kém anh em các cậu là học thần. Còn nữa, con người của tôi thích ăn ngay nói thật mà thôi, cũng không có thích ức hiếp con gái. Cậu cũng đừng bêu xấu, gán mác linh tinh cho tôi, chỉ cho châu quan phóng hỏa không cho bách tính đốt đèn, ngay cả nói thật cũng không cho. Diệp Bình Lưu, anh quá độc đoán, quá tiêu chuẩn kép rồi đấy. Nhan Hạ, rốt cuộc cô đứng về bên nào? Nhan Hạ thế mà mỗi lần đều giúp Thạch Khi Diễn, đem mình người anh trai này để ở đâu? Đây là em gái mình, lại không phải của Thạch Khi Diễn. Buổi chiều là cô nấu cơm sao? Có người mời chúng tôi ăn, tôi không cần nấu cơm. Cố Diệp Ngọc vốn còn muốn mượn thời điểm Nhan Hạ nấu cơm hòa hoãn quan hệ một chút. Yên tâm, lát nữa khi chúng tôi ăn cơm, tôi sẽ sớm chụp ảnh gửi vào trong nhóm, để cậu xem cho sướng. Ai muốn xem các người ăn cơm chứ? Đây không phải là tự ngược đãi sao? Vậy tôi thật sự là cảm ơn anh rồi, không cần khách khí. Nếu cậu đã thích, sau này tôi nhất định sẽ thỏa mãn cậu nhiều hơn. Gia hỏa này vẫn là đáng ghét như trước đây. Mũ rơm hôm nay các cô mang theo ra ngoài, là cô bện sao? Đúng vậy. Vậy giúp chúng tôi cũng bện mấy cái đi, anh không có tay à? Cô cũng sẽ không lại nuông chiều hắn. Người của Cố gia, ai cũng đừng hòng lại có được đãi ngộ cô nuông chiều. Không giúp thì không giúp. Cố Diệp Du nhìn thấy Cố Diệp Ngọc lại chạy đến bên cạnh Nhan Hạ, trong lòng sinh ra một loại cảm giác nguy cơ và khó chịu nói không nên lời. Tôi cũng muốn học bện mũ rơm một chút, như vậy ngày mai người của đội chúng tôi sẽ không cần ở dưới ánh nắng chói chang nữa. Nhan Hạ, Du Du đang nói chuyện với cô đấy, có cái gì nhầm vào tôi là được.
Juju là vô tội, cô có thể đừng không nói lý lẽ như vậy không? Tôi đã sớm nói rồi, bảo các anh đừng chủ động tới trêu chọc tôi. Tôi một chút đều không muốn phản ứng các anh. Nói như vậy đủ hiểu rõ ràng rồi chứ. Cô! Người xem đang xem trực tiếp. Khẳng định đều sẽ mắng Nhan Hạ không coi ai ra gì và không có lễ phép. Mọi người đừng như vậy, đều là lỗi của em. Anh, bỏ đi. Nhan Hạ không muốn dạy, vậy em liền không học nữa. Mọi người ai không biết ai vậy? Cô cái này miệng trà xanh, tôi còn thực sự uống không trôi. Quên nói cho các người, chuyện phát sinh ngày hôm đó, tôi đều ghi âm từ đầu đến cuối. Tôi không biết chị đang nói cái gì. Nữ nhân này cũng quá gian trá rồi. Nếu như ghi âm bị công bố ra ngoài, sẽ bất lợi với thân phận thiên kim của mình. Các người nếu như lại đến trêu chọc khiêu khích tôi, vậy tôi không ngại đăng ghi âm cho mọi người nghe xem. Cô vừa nói lời này, đại đa số người ở đây đều lộ ra bộ dáng đầy mắt bát quái. Xem ra Nhan Hạ và hai anh em này tự mình xác thực có quan hệ gì. Thế mà ngay cả ghi âm cũng có. Quý Linh biết Cố Diệp Du không muốn để mọi người biết quan hệ giữa cô ta và Nhan Hạ. Mọi người đều là quen biết, có hiểu lầm gì đó, cho sau khi hồi kinh, ngồi xuống hào hào nói một chút là được. Lại không có việc gì to tát cả. Ý của quý ảnh đế là, cảm thấy tôi chuyện bé xé ra to sao? Mỗi lần người chủ động mở miệng kiến chuyện đều không phải tôi. Cuối cùng lại đều muốn biến thành lỗi của tôi. Tôi thực sự không thể nào hiểu được lối suy nghĩ của các anh. Trước đó tôi đều nói không muốn phụng bồi. Xin các anh hãy tự trọng. Các anh đem tiểu tiên nữ của các anh sùng tốt bảo vệ cẩn thận là được. Không thể trêu vào, tôi tránh một chút còn không được sao. Cái gì gọi là bọn họ sùng ái lấy bọn họ tiểu tiên nữ là được. Quý Linh và Cố Diệp Du là quan hệ như thế nào vậy? Hạ hạ, đừng náo nữa. Hắn không thể nào hiểu được, cho dù Nhan Hạ không thích Cố Diệp Du. Ở trong chương trình, liền không thể giả vờ quan hệ hòa thuận sao? Đây chính là trực tiếp, cần vỡ lở ra như vậy sao? Quý ảnh đế, xem lời này của anh nói. Giống như là cố ý chỉ trích Nhan Hạ làm chuyện sai gì đó, đang cố tình gây sự vậy. Nếu không phải nghe nói các anh từng là bạn bè cùng nhau lớn lên, tôi còn tưởng rằng anh có thù với cô ấy đấy. Đừng nói anh, cho dù là tôi cũng cho rằng như thế. Thấy bộ dáng Nhan Hạ và Thạch Hy diễn kẻ sướng người họa, Quý Linh càng buồn bực hơn, giữa tôi và Hạ Hạ có chút hiểu lầm. Cũng không cần Thạch Đình Lưu nhọc lòng. Hạ Hạ là ân nhân cứu mạng của tôi, chuyện của cô ấy, giờ chính là chuyện của tôi. Trong nhất thời trong sân yên tĩnh im ắng. Đạo diễn biết trong trực tiếp không thể để cho bầu không khí một mực xấu hổ như thế. Đúng rồi, có một việc muốn thông báo cho mọi người. Mọi người cũng biết trong làng người già và trẻ em chiếm đa số. Cho nên tổ chương trình muốn ở ngày cuối cùng. Trong thôn cử hành một lần hoạt động. Mọi người chuẩn bị tiết mục, để người trong thôn cùng nhau vui vẻ một chút. Đến lúc đó chúng tôi sẽ cho mỗi vị thôn dân một đóa hoa hồng nhỏ. Để bọn họ bỏ phiếu cho các vị. Nhóm nhận được hoa hồng nhỏ nhiều nhất. Tổ chương trình có thể thỏa mãn mọi người một yêu cầu. Muốn chuẩn bị tiết mục gì? Có quy định không? Không có quy định. Tự mọi người thương lượng là được. Chỉ cần để các thôn dân thích là được. Chúng ta muốn biểu diễn tiết mục gì? Tôi cảm thấy hát nhảy gì đó, thôn dân chưa chắc đã thích. Người già và trẻ em làm chủ người xem, biểu diễn ma thuật hẳn là được hoan nghênh hơn ca hát khiêu vũ. Cô có chú ý gì không? Mọi người cảm thấy kịch đèn chiếu thế nào? Kịch đèn chiếu? Trước đó bí thư chi bộ thôn nói trong thôn có một vị lão nhân là truyền nhân kịch đèn chiếu. Mặc dù kịch đèn chiếu hiện đang dần dần phai nhạt ra khỏi tầm mắt mọi người, nhưng lão nhân vẫn 10 năm như một ngày kiên trì chế tác con rối bóng. Chúng ta tham gia diễn, chẳng những có thể thỏa mãn tâm nguyện của ông lão, còn có thể tuyên truyền phát triển văn hóa phi vật chất như vậy. Cái chủ ý này không tồi, tôi cảm thấy có chút thú vị. Tôi đồng ý. 8 giờ tối trực tiếp đã ngừng lại. Cố Diệp Ngọc ngăn Nhan Hạ lại, một mặt ủy khuất ba bộ dáng. Hạ hạ, hôm nay tôi làm việc mệt mỏi quá, tay đau chân đau, cô giúp tôi xoa bóp một chút có được hay không? Cố Diệp Ngọc, xem ra nước ở trong đầu anh vẫn chưa có đổ ra. Cô nói cái gì? Vắt hết óc nghĩ ra lý do cùng Nhan Hạ hòa hảo. Mình đều phủ thấp thu nhỏ như vậy, nó lại còn không thèm chịu nể mặt mũi. Tôi nói anh nào tàn, tôi tay đau chân đau, cô thật mặc kệ tôi sao? Liên quan tôi kẻ dám. Chờ thời điểm hai người rửa mặt xong trở về, lại thấy Quý Linh đứng ở vị trí Cố Diệp Ngọc trước đó. Thật là có chút không hiểu rõ. Bất luận là Diệp Đình Lưu hay là Quý Ảnh Đế, hai người công khai cũng đang giúp Diệp Du, đứng ở bên đối lập với Nhan Hạ. Nhưng sau lưng lại muốn chạy đến tìm Nhan Hạ cầu hòa. Nhan Hạ hình dung rất chuẩn xác. Đều là đầu óc nước vào rồi. Anh cũng đi đem nước trong đầu đổ ra đi. Đầu tôi không có nước vào. Vậy anh cũng là não tàn. Mắng thoải mái chưa? Mắng thoải mái rồi thì nói chuyện đi. Chúng ta đã tuyệt giao rồi. Không có gì để nói. Tôi không muốn lại nghe được loại lời này. Nếu như cô tiếp tục như vậy, vậy tôi không ngại công khai quan hệ của chúng ta. Hừ, không phải chỉ là bạn trai cũ sao? Anh muốn công khai thì công khai đi. Tôi đã nói, tôi không đồng ý chia tay. Tôi quản anh có đồng ý hay không, dù sao tôi đã đơn phương để anh xéo đi rồi.
Anh và Cố Diệp Ngọc thật là phiền, có thể cho người ta chút không gian yên tĩnh không vậy? Cô và tôi cùng nói chuyện riêng, tôi liền trả lại cô yên tĩnh nếu như anh là tới bảo tôi xóa ghi âm. Vậy cũng không cần lại vẽ vời thêm chuyện nữa. Nghe nói như thế, sắc mặt của Quý Linh hơi đổi một chút. Hắn không nghĩ tới Nhan Hạ thế mà biết Cố Diệp Du đến tìm hắn nhờ giúp đỡ, để Nhan Hạ xóa ghi âm. Nhan Hạ vẫn luôn nhìn chằm chằm Quý Linh, nhìn thấy sắc mặt hắn một nháy mắt biến hóa càng thấy buồn cười. Đổi thành kiếp trước, cô không chừng sẽ khó chịu. Còn may hiện tại không yêu không thích cũng không hận nữa, tôi không phải đơn thuần vì việc này tìm cô. Anh bây giờ thật sự khiến tôi buồn nôn. Nhan Hạ, đừng náo nữa được không? Anh và người Cố gia càng lúc càng giống nhau. Có bệnh thì đi chữa, đừng chạy tới trước mặt tôi tìm cảm giác tồn tại. Hạ Hạ, chúng ta sáng mai là tự mình làm bữa sáng hay là ra ngoài ăn ké thôn dân? Anh có cái gì muốn ăn không? Tôi muốn ăn súp bánh bao. Được, sáng mai làm súp bánh bao cho mọi người ăn. Được thôi, vậy ngày mai cô dạy tôi dậy sớm một chút hỗ trợ. Được, vậy chúng tôi trở về phòng đây. Anh cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Ngủ ngon. Bởi vì hắn cố ý cản trở, Quý Linh chỉ có thể nhìn Nhan Hạ rời đi. Thạch Đình Lưu, xen vào việc của người khác cũng không phải thói quen tốt. Quý Ảnh Đế, bám lấy không buông cũng không phải thói quen tốt. Người ta đều buồn nôn anh rồi, còn nhất định phải đụng lên sao? Anh làm sao lại rẻ mạt như vậy? Chuyện giữa tôi và Nhan Hạ xin anh đừng xen vào. Anh coi mình là ai chứ? Tôi cứ xen vào đấy, anh cắn tôi à? Anh đối với Hạ Hạ, có phải có ý đồ gì không? Tính cách Thạch Hy Diễn cũng không giống như là sẽ khắp nơi ra mặt giúp nữ nhân. Ân cứu mạng phải lấy thân báo đáp. Đây coi như là ý đồ sao? Thạch Hy Diễn, Nhan Hạ không phải người anh có thể ý đồ. Xin anh đừng có ý đồ xấu. Cái này thì không cần bạn trai cũ như anh nhọc lòng. Làm sao nhìn tôi như vậy? Tôi không nghĩ tới sẽ ăn được dưa của cô và Ảnh Đế. Là kết quả của tuổi trẻ bồng bột đấy. Ai lúc còn trẻ không có thích qua thứ cặn bã chứ? Kịp thời dừng lại là được. Cô đã từng bị bạn trai phản bội qua. Càng là chán ghét loại như Quý Linh, rõ ràng có bạn gái còn cùng nữ nhân khác dây dưa mập mờ. Quý Linh một bên không muốn chia tay, một bên lại muốn giúp Diệp Du để Nhan Hạ xóa bản ghi âm đi. Loại cặn bã này mà không biết mới càng cặn bã. Cô cùng Cố Diệp Ngọc cũng không tốt hơn phải không? Làm sao có thể, tôi và hắn là có huyết thống đấy. Cái gì, cô và Cố Diệp Ngọc có quan hệ máu mủ sao? Các cô cũng là anh em mà. Đã từng là anh em. Trước khi đến chương trình này, tôi vừa cùng người trong nhà anh ta đoạn tuyệt quan hệ rồi. Tại sao vậy? Không phải là vì Diệp Du chứ? Có một phần lớn nguyên nhân là bởi vì cô ta. Vậy cô và cô ta kỳ thật cũng là chị em. Không phải, cô ta là cha mẹ tôi nhận nuôi. Tôi là con ruột. Nhưng mà khi tôi còn bé bị Diệp Ngọc làm mất. Một năm trước mới được bọn họ tìm trở về. Chỉ là bọn họ cho rằng tôi sau khi trở về, chiếm thân phận của Diệp Du, cho nên không hài lòng với tôi. Cái gì cũng phải muốn tôi nhường cho Diệp Du, cho nên tôi chịu không được liền cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ. Người trong nhà cô cũng quá không nói đạo lý rồi. Rõ ràng là Diệp Du chiếm thân phận của Nhan Hạ. Làm sao còn muốn Nhan Hạ trái lại đi đền bù cô ta? Tôi chỉ coi là mình không có thân duyên. Ân Vi Vi có chút tương đối tán dương Nhan Hạ phần thông thấu và lạnh nhạt này. Để tôi nếm thử tay nghề của Hạ Hạ. Ngon thật, đây là món súp bánh bao ngon nhất mà tôi từng ăn. Tươi ngon, quá ngon rồi. Một bên khác, Cố Diệp Du làm sùi cảo rau hẹ cho mọi người. Vỏ sùi cảo còn có chút sống, ngay cả nhân rau hẹ trứng gà cũng không ngon. Trừ ngoại hình bóp không tệ ra, cái khác không còn gì. Tống tỷ, sùi cảo này không hợp khẩu vị chị sao? Thật là xin lỗi, tôi không biết chị không thích nhân bánh trứng gà rau hẹ. Chỉ là chúng ta cũng chỉ có những nguyên liệu này, tôi chỉ có thể chấp nhận làm thôi. Mới vừa buổi sáng đều là em gái tôi bận rộn, cô đừng kèn cá chọn canh nữa. Cô cái gì cũng không làm, có thể có ăn cũng không tệ rồi, huống chi em gái tôi làm sủi cảo ăn rất ngon. Cố Diệp Ngọc nói xong, lại thêm một cái sủi cảo, cường ép nút vào. Thổi phồng em gái một chút, lần này đến phiên Tống Dịch Nhàn ủy khuất, cô ta còn chưa nói cái gì. Đã bị hai anh em này giản nhã là không làm việc còn kèn cá chọn canh. Sủi cảo hương vị rất tốt. Diệp Du vất vả rồi, không vất vả, tôi rất tình nguyện phục vụ cho mọi người. Ăn ngon như vậy, các cậu làm sao chỉ mới ăn mấy cái như thế, nhóm chúng tôi vừa rồi thế nhưng là tranh ăn súp bánh bao đấy. Cho dù thêm một bàn nữa, tôi cũng có thể ăn hết. Tôi đã no bụng rồi, ăn ngon như vậy, còn lại các anh ăn hết đi. Trước đó cô đúng là thích Cố Diệp Ngọc, cũng muốn trèo lên đối phương. Nhưng bây giờ lại đột nhiên không hứng thú nữa. Diệp Ngọc không phân tốt xấu sủng em gái như vậy. Ai cùng hắn tốt, người đó sẽ bị cách ứng chết. Thạch lão sư, có phải anh thích tôi không? Cô lại không phải vàng, tại sao tôi phải thích cô? Huống chi nam nữ thụ thụ bất thân, tôi cũng không muốn tới tham gia chương trình mà còn làm ra cái chuyện xấu gì.
Các người chậm rãi hưởng thụ mỹ vị này đi. Tôi này đây. Cố Diệp Ngọc và Quý Linh đều cảm thấy Thạch Hi diễn quá không có phong độ. Chỉ có Tống Dịch Nhàn ngồi ở một bên mừng thầm. Cô phát hiện Diệp Du trà xanh biểu như vậy là cần một thằng nam động mồm như Thạch Hi diễn tới thu thập. Du Du, đừng để ý đến hắn. Sủi cảo em làm vốn là ăn ngon, tốt hơn súp bánh bao gì đó nhiều. Anh rất thích ăn. Nhan Hạ bốn người hôm nay giúp một gia đình đánh cá. Sau khi làm xong việc, chủ nhà còn tặng bọn họ hai con cá. Bốn người mang theo cá trở lại viện tử, phát hiện Cố Diệp Ngọc đã trở về rồi. Đồng thời cứ chạy đi chạy lại vào nhà vệ sinh. Sáng nay ăn nhiều sủi cảo rồi đi. Hạ Hạ, mau giúp tôi phối ít thuốc tiêu chảy. Hạ Hạ, mau giúp tôi phối ít thuốc tiêu chảy. Cố Diệp Ngọc không khỏi có chút hối hận. Buổi sáng không nên ăn nhiều sủi cảo như vậy. Anh đây là ăn no dỗi việc. Tiêu hóa thêm mấy lần là khỏi rồi. Cô nhẫn tâm nhìn thấy tôi đau bụng khó chịu như vậy sao? Đổi thành trước kia, em gái ruột sẽ dính chiêu này. Nghe xong liền yêu thương hắn. Nhẫn tâm à, tại sao lại không nhẫn tâm? Tôi và anh lại không quen. Cô quá nhẫn tâm rồi. Đúng, tâm của tôi chính là làm bằng đá. Diệp Đình Lưu, đây chính là cách cậu thương em gái mình. Nếu đang muốn ỉa thì ỉa nhiều một chút để kỷ niệm. Anh. Diệp Đình Lưu này đều ỉa chảy thành như vậy rồi. Làm sao không thấy em gái cậu ta tới chăm sóc nhỉ? Từ khi Ân Vi Vi biết được hai người này có quan hệ với Nhan Hạ, cô đã cảm thấy rất cách ứng. Cái này cũng không biết được, có lẽ là hắn đơn phương điên cuồng sùng em gái mình. Cố Diệp Ngọc sau khi uống thuốc mà tổ chương trình cung cấp, hiện tại đã khá hơn nhiều. Em gái làm canh chua cá anh còn chưa từng ăn qua, tối nay anh phải ăn nhiều một chút. Vậy cậu phải bảo tổ chương trình chuẩn bị thêm cho cậu một hộp thuốc đi. Sao chuyện gì cũng có anh xen vào vậy? Tôi là đang quan tâm cậu, tôi thật sự là cảm ơn anh. Cố Diệp Du nghe tới lời của Thạch Hi diễn vô cùng tức giận. Nam nhân này cứ xem thường cô như vậy, mình phải để anh ta xem. Mình còn ưu tú hơn Nhan Hạ. Tiếp đó Cố Diệp Du bắt đầu chặt cá, nhưng kỹ năng dùng dao không tốt lắm. Một khúc to một khúc nhỏ, một khúc dày một khúc mỏng. Đến khi sắp chặt xong, dao trượt đi còn cắt vào ngón tay. Anh, em cắt vào tay rồi. Cô đem đầu ngón tay đưa đến bên miệng Cố Diệp Ngọc. Máu giúp em cầm máu. Cố Diệp Ngọc lập tức cúi đầu, đem đầu ngón tay bị đứt của cô mút mút. Nhìn thấy hành động này của hai người, Tống Dịch Nhàn cảm thấy vô cùng hoảng. Hai anh em này cũng thân mật quá mức rồi đi. Ngay cả Quý Linh nhìn thấy hành động này của hai người, cũng không khỏi giật giật lông mày. Tay của tiểu tiên nữ liền có thói quen đưa lên miệng của Diệp Đình Lưu. Lúc ở nhà không ít như vậy đi, mọi người không cảm thấy khó chịu sao? Tôi xem cũng rất khó chịu. Ai không biết còn tưởng rằng là đang xem một đôi tình lữ đấy. Cố Diệp Du thật vất vả mới nấu xong canh chua cá, nhưng mùi cá tanh cũng quá nồng rồi. Càng không có tản phát ra các loại mùi thơm như vừa nãy Nhan Hạ làm. Cố Diệp Ngọc vì giữ gìn mặt mũi cho Cố Diệp Du, hắn vẫn là đem thịt cá nuốt xuống. Trong lòng có loại khổ nói không nên lời. Xong lần này Cố Diệp Ngọc không chỉ là tiêu chảy, mà còn miệng nôn trôn tháo. Của nhiên là chân ái. Không phải sao, người anh trai này yếu rất thâm trầm. Chập tối tôi đi phòng bếp còn nhắc nhở qua hắn. Đáng tiếc hắn không chịu nghe. Diệp Đình Lưu thật đúng là thảm. Cố gia, Cố Mẫu và bốn người con trai khác vẫn luôn xem trực tiếp. Lão Ngũ dạ dày một mực không ổn. Cái này miệng nôn trôn tháo, lại ở trong thôn vắng vẻ. Cũng không biết là có xảy ra chuyện gì hay không. Nhan Hạ lòng dạ thật là độc ác. Lần này nói mặc kệ Lão Ngũ liền mặc kệ. Đổi thành thường ngày, nếu Lão Ngũ sinh bệnh, Nhan Hạ sẽ chủ động chăm sóc. Lần này Lão Ngũ đều tỏ ra yêu kém rồi, còn chủ động mở miệng muốn để Nhan Hạ giúp đỡ tìm thảo dược nấu thuốc. Nhưng cô lại lạnh lùng cự tuyệt. Chẳng lẽ nó thật sự không muốn nhận chúng ta nữa? Nó hẳn là còn đang giận cá chém thớt với Lão Ngũ. Lão Ngũ này cũng thật sự là dạ dày không ổn thì đừng miễn cưỡng ăn. Nhan Hạ cũng là không hiểu chuyện. Rõ ràng là anh em ruột, ở trên chương trình lại cố ý làm căng thẳng như vậy. Đây không phải để người ta chế giễu sao? Chẳng phải sao, Nhan Hạ càng ngày càng không tưởng tượng nổi. Con đã lập ra hình tượng tiểu tiên nữ cho Du Du rồi. Theo lý thuyết nó sẽ rất tỏa sáng. Nhưng bởi vì Nhan Hạ nhất định muốn tham gia chương trình này, cùng Du Du hình thành đối lập rõ ràng, khiến danh tiếng của Du Du hai ngày gần đây không tốt lắm. Du Du đã được nuông chiều kể từ khi còn nhỏ. Nó vì để lên được chương trình này, cố gắng đi học làm việc và học nấu ăn như vậy, khó khăn biết bao. Hay là để anh em bọn nó rời khỏi chương trình này đi? Không được, nếu để cho bọn nó hiện tại rời khỏi, cũng không tốt cho thanh danh. Vậy phải làm sao? Mẹ, hay là mẹ gọi điện thoại cho Nhan Hạ, bảo nó rời khỏi đi. Lúc trước nó quan tâm thân thể của mẹ như vậy, mẹ liền nói mẹ thấy không khỏe, muốn nó trở về. Không phải gần đây mẹ hay mất ngủ sao? Vừa vặn để nó trở về xoa bóp cho mẹ. Chỉ cần nó rời khỏi chương trình này, sau này chúng ta sẽ bù đắp cho nó. Bất kể nói thế nào, nó cũng là em gái ruột của bọn con có thể bạc đãi nó sao? Mẹ bảo nó ngoan ngoãn trở về, phim mới của con có thể để nó diễn vai nữ hai.
Được, vậy mẹ gọi điện thoại cho nó. Nhưng mà điện thoại của bọn nó chẳng phải đều nộp lên rồi sao? Không sao, con gọi điện thoại tới chỗ đạo diễn, hỏi xem số hiện tại của Nhan Hạ là được rồi. Được thôi. Quẩy. Hạ Hạ, là mẹ. Có việc gì? Mấy ngày nay thân thể mẹ không được khỏe, giấc ngủ cũng không tốt. Ngày mai con trở về đi. Trở về hầm thuốc bổ và xoa bóp cho bà sao? Cố Mẫu nghẹn lại. Bà đúng là có ý này. Nhưng từ trong miệng Nhan Hạ nói ra, luôn cảm thấy có chút biến vị. Mẹ không được khỏe, cho nên muốn con trở lại thăm một chút. Cho nên bà không phải là nhớ tôi, mà là thân thể không khỏe, cần tôi trở về. Người con gái ruột như tôi, đối với bà mà nói, chẳng qua chỉ là một người công cụ giống như bảo mẫu đúng không? Con nói chuyện kiểu gì vậy? Mẹ là mẹ con, mẹ muốn con trở về, con liền trở về. Bà có biết tôi đang tham gia chương trình không? Đương nhiên là biết, chẳng qua chỉ là một chương trình, con trở về cũng không có gì. Bởi vì Cố Diệp Du ở trên chương trình biểu hiện bình thường, cho nên các người không muốn tôi tiếp tục tham gia nữa. Bà mới gọi điện thoại cho tôi, muốn để tôi rời khỏi. Cố Mẫu không ngờ tới Nhan Hạ hiểu rõ suy nghĩ của bọn họ như vậy. Mẹ đã xem trực tiếp rồi, Du Du biểu hiện rất tốt, rất ưu tú. Nhị ca con nói, chỉ cần con trở về, sẽ giúp con một lần nữa tìm hai tài nguyên tốt. Tứ ca con nói, phim mới của nó có thể để con làm nữ hai. Tài nguyên tốt của Cố Diệp Quân, tôi cũng không dám nhận. Phía trước không biết đào bao nhiêu kẻ hỗ trợ tôi nhảy vào nữa. Nữ chính phim mới của Cố Diệp Hạo, hẳn là Cố Diệp Du nhỉ? Các người đây là còn muốn tôi tiếp tục làm nền cho cô ta sao? Nhan Hạ, cô đừng không biết tốt xấu. Nếu không phải xem ở cô là em gái ruột chúng tôi phân thượng, chúng tôi mới lười quản cô. Làm vai phụ cho Du Du thì làm sao? Tại sao cô luôn ganh đua so sánh với Du Du? Cô không thể an phận chút sao? Lời này để Ân Vi Vi lông mày nhíu lại đến rất sâu. Đây là lời nói của con người sao? Giúp em gái nuôi dẫm nên em gái ruột, còn muốn em gái ruột cam chịu số phận, có bị bệnh không? Tôi chính là không biết tốt xấu như thế, các người lại muốn thế nào đây? Trước đó các người buông ra lời nói, muốn ở ngành giải trí phong sát tôi, các người đều làm như vậy rồi. Vậy thì tiếp tục phong sát đi, xem tôi có sợ hay không. Nhan Hạ, đừng có tức giận nữa. Chúng ta thế nhưng là người một nhà, ngày mai con trở về, bọn ta sẽ không trách con. Diệp nữ sĩ, để tôi nhắc nhở một chút, tôi đã cùng cả nhà các người đoạn tuyệt quan hệ rồi. Cho nên xin đừng ép buộc đạo đức tôi. Thân thể bà không khỏe, thì mời bà đi bệnh viện. Người một nhà các bà sau này có chuyện gì, cũng xin đừng lại tới tìm tôi nữa. Nó sao lại dám như vậy? Ngay cả người mẹ ruột như ta không được khỏe, Nhan Hạ cũng không quan tâm nữa hay sao? Nó đây là cánh càng ngày càng cứng rồi. Vậy chúng ta liền bẻ gãy cánh của nó, để nó rốt cuộc không bay lên được. Cũng tốt, bây giờ nó quá không nghe lời rồi. Mẹ cô và anh cô thật là quá đáng. Quen rồi là được. Diệp Ngọc miệng nôn chung tháo chịu không được. Cậu ta muốn gặp cô. Anh ta lại không phải Sắc Quy Thiên, Lâm Trung có gì ngôn. Gặp tôi làm gì? Sao cô có thể nói như vậy? Không thì sao? Tôi không có hứng thú gặp anh ta. Cứ như vậy đi. Nhan Hạ, mặc kệ trước kia giữa các cô có mâu thuẫn gì, bây giờ không phải là thời điểm cáu kỉnh. Diệp Mộc nói cô có thể tìm được thuốc. Cậu ta như vậy thật sự rất khó chịu. Cô liền giúp cậu ta một chút đi. Trời đều đã tối rồi, các anh muốn để tôi bây giờ lên trên núi tìm thuốc? Chưa nói có thể nhìn rõ ràng hay không. Muộn như vậy rồi tôi lên núi xảy ra chuyện, các anh chịu trách nhiệm à? Ở trong lòng các anh, mạng của tôi cứ không đáng tiền như vậy sao? Không, chúng tôi không hề nghĩ như vậy. Bản lĩnh của cô tôi biết rõ. Hơn nữa tôi sẽ đi cùng với cô. Hạ Hạ, cô đành lòng nhìn cậu ta một đêm đều chịu tra tấn miệng nôn chôn tháo sao? Tôi có gì mà không đành lòng, tôi và anh ta đã sớm không liên quan rồi. Trong thôn có trạm y tế, các anh có thể đưa anh ta đi khám xem. Quý Linh không ngờ Nhan Hạ lại thực sự không quan tâm gì tới Cố Diệp Ngọc. Nội tâm của hắn có chút hoảng. Đối với anh ruột Cố Diệp Ngọc đều như thế, vậy với bạn trai cũ như hắn thì sao? Nhan Hạ nói thế nào? Cô ấy nói cô ấy sẽ không quản. Tôi đều như vậy rồi, nó thế mà có thể nhẫn tâm mặc kệ. Tôi cảm thấy lần này cô ấy là thật sự nghiêm túc. Cô ấy là thật quyết định cùng các cậu đoạn tuyệt quan hệ. Chỉ vì chút chuyện nhỏ như vậy, cần phải như thế sao? Chúng tôi cũng không có hà khắc nó. Đối với việc có thể tìm được em gái ruột trở lại, trong lòng của hắn là vui mừng. Trong thời gian một năm qua, quan hệ của hắn và Nhan Hạ tương đối thân thiết. Hắn biết em gái là để ý bọn họ. Nhưng bây giờ cô đối với tình cảm anh em của họ, thật nói không cần là không cần nữa. Tôi bảo người của tổ đạo diễn, đưa cậu đi trạm y tế trong thôn khám một chút nhé. Đúng vậy, anh, em đưa anh đi trạm y tế thôn khám xem sao. Nữ nhân kia hiện tại tâm đã trở nên hung ác, căn bản không quản ngũ ca nữa. Như vậy ngũ ca cũng không cần lại nhớ thương nữa. Anh, em ở đây trông coi anh nhé. Không cần, hôm nay em mệt mỏi cả ngày. Trở về nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai mới có tinh thần trực tiếp. Cố Diệp Du vốn là không muốn ở lại, mệt mỏi một ngày cũng muốn hào hào ngủ một giấc. Chỉ là ngoài mặt lại không thể trực tiếp đi, mới giả vờ nói muốn ở lại. Bởi vì cô ta biết anh trai quan tâm đến mình, không nỡ để cô ta ở lại.
Được thôi. Vậy em về trước đây. Anh ngủ ngon. Du Du ngủ ngon. Nếu như không có đoạn tuyệt quan hệ, hôm nay đổi thành Nhan Hạ, có phải là nó sẽ kiên định ở lại trông coi mình không? Ngày hôm sau Cố Diệp Du lại không cẩn thận dậy muộn, cho nên không có làm bữa sáng. Bọn họ chuẩn bị đến nhà người làm việc ăn. Cố Diệp Ngọc hôm nay đã không còn miệng nôn chôn tháo nữa, nhưng mà cả người lại mặt ủ mày trao, hai chân như nhũn ra, khí sắc cũng không tốt. Bởi vậy Quý Linh đề nghị để cho hắn ở trong sân nghỉ ngơi. Diệp Bình Lưu, em gái bảo bối của cậu không chuẩn bị bữa sáng cho cậu à? Tối hôm qua cậu miệng nôn chôn tháo một đêm, còn tới trạm y tế thôn chuyển nước biển, cô ta cũng không nấu chút cháo cho cậu. Tối qua cậu chuyển nước biển, cô ta cũng không ở bên cậu nhỉ? Chính tôi không thấy ngon miệng. Anh vì em gái của anh ăn đến miệng nôn chôn tháo, cô ta lại vứt bỏ anh mặc kệ. Các anh thật đúng là huynh muội tình thâm. Đã nói là tôi không thấy ngon miệng mà. Ăn xong bữa sáng, khi nhóm của Nhan Hạ ra khỏi cửa, cô đề nghị với đạo diễn, Diệp Bình Lưu tình huống như vậy, không ăn gì đó không được, các ông nấu chút cháo cho anh ta lót dạ một chút đi. Được rồi. Sau đó Nhan Hạ bốn người đi đến nhà ông lão làm rồi bóng kia. Tôi dạy các cô cậu cách diễn rồi bóng. Sau đó mọi người tự lồng tiếng cho nhân vật của mình. Nhưng mà bây giờ còn có một vấn đề cần giải quyết. Nếu không diễn xuất sẽ có thiếu hụt. Vấn đề gì vậy? Vấn đề phối nhạc. Trước kia chúng tôi diễn kịch rồi bóng, con trai tôi là chuyên môn phối nhạc, nhưng nó không còn nữa. Cháu của tôi cũng không am hiểu những nhạc cụ kia, cho nên khả năng cần tổ chương trình của mọi người, mời người tới phối nhạc. Lão nhân gia, cần dùng nhạc cụ gì để phối nhạc? Ông lão dẫn bọn họ đi vào một phòng riêng. Những thứ này, chiêng trống, phách, đàn nhị, dương cầm, chập chõa và kèn. Tôi có thể dùng phách và chập chõa. Còn mấy thứ khác, tôi không am hiểu. Vậy thì cần người am hiểu chiêng trống, đàn nhị, dương cầm và kèn. Muốn mời từ bên ngoài, cũng không biết có còn kịp hay không. Hay là để tôi thử xem. Sao mọi người lại nhìn tôi như vậy? Những nhạc cụ này cô đều biết sao? Tôi đều học qua. Trước kia đi theo sư phụ học qua đàn nhị, sau đó xuyên qua đến những tiểu thế giới kia. Cơ bản cô đều học qua các nhạc cụ. Lợi hại thật, ha ha của chúng ta. Đa tạ khích lệ. Cô nương, cô dùng đàn nhị kéo một khúc nhạc tôi nghe thử xem. Được thôi. Cô kéo đàn nhị trình độ rất cao. Để cô phối nhạc, hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Không cần tìm người nữa. Được, vậy liền để tôi phối nhạc. Nhan lão sư đã bớt việc cho tổ chương trình chúng tôi rồi. Hạ hạ, ngoại trừ những nhạc cụ này ra, có phải cô còn biết những nhạc cụ khác hay không? Còn biết một chút, tỉ như, nêu một vài ví dụ xem. Cổ cầm, tỳ bà, sáo, tiêu, huyên, piano, violin, guitar, saxophone, bassi các loại cũng đều biết một chút. Cô còn biết cái guitar sao? Lát nữa trở về, chúng ta hợp đàn một bản. Được thôi. Hạ hạ, tôi muốn nghe tỳ bà. Bây giờ cô có thể đàn một khúc cho chúng tôi nghe được không? Được chứ. Nhan Hạ biết nhiều nhạc cụ vậy sao? Khoác lác đúng không? Tôi cảm thấy tổ chương trình khẳng định có kịch bản. Nhan Hạ là dựa theo kịch bản mà diễn xuất. Nếu không làm sao biết nhiều như vậy? Tổ chương trình quá giả tạo rồi. Đây rõ ràng là sớm đã được tập luyện để diễn cho chúng ta xem. Nghe nói Nhan Hạ trước đó đã cứu vợ của Tần đạo diễn, cho nên mới có được suất tham gia chương trình. Mọi người nghĩ thử một chút, loại quan hệ này sẽ không có mờ ám gì chứ? Cạn lời rồi, đây là đạo diễn muốn cố ý nâng Nhan Hạ. Thiết kế kịch bản để cô ta diễn cho mọi người xem. Coi chúng ta là kẻ ngu để lừa sao? Trên kênh chat đột nhiên xuất hiện rất nhiều bình luận mắng chửi và chất vấn. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện những bình luận này, đạo diễn rất rõ ràng, đây là có người thuê thủy quân bôi xấu Nhan Hạ và tổ chương trình. Hay là chúng ta hỏi các khán giả xem trực tiếp một chút, muốn nghe cái gì? Bởi vì để khán giả chọn là ngẫu nhiên, nên không thể nào luyện tập trước. Như vậy có thể tẩy trắng những bình luận chất vấn này. Thật không ngờ thế mà có người hoài nghi tôi là đang diễn theo kịch bản. Tôi cam đoan mình không làm vậy. Cũng xin các người đừng bởi vì bôi xấu tôi, mà bôi xấu tổ chương trình. Tôi có tự tin bản nhạc các người chọn tôi đều có thể đàn. Hiện tại liền mời người vừa rồi bình luận bôi xấu tôi chất vấn tôi. Chọn nhạc đi. Ý của Nhan Hạ là, chỉ cần là khúc tỳ bà mà chúng ta chọn, cô ta đều có thể đàn. Cái này sao có thể? Cô ta giỏi như vậy sao? Tôi không tin. Nhan Hạ đây là quá tự tin, hay là quá tự phụ?
các tỉ muội, các huynh đệ. Vậy thì chọn đi. Vậy đàn hồng mã đi. Đúng, liền đàn khúc nhạc này đi. Bọn họ bảo cô đàn hồng mã thủ khúc tỳ bà này. Được. Nhan Hạ Đàn hay thật. Nghe Nhan Hạ Đàn thủ khúc này, liền có thể biết kỹ năng chơi đàn tỳ bà của cô ấy sâu đến mức nào. Những người nói cô ấy diễn xuất theo kịch bản. Hiện tại mặt đau không? Thủy Quân và Enki fan mặt của thật có chút đau. Bọn họ không ngờ tới Nhan Hạ thật sự am hiểu đàn tỳ bà. Thủy Quân là muốn phá Nhan Hạ, tất nhiên không thể cứ như vậy bỏ qua. Chúng tôi thừa nhận Nhan Hạ đàn tỳ bà xác thực cũng được, nhưng không có nghĩa là vừa rồi cô ta không phải diễn. Không phải còn có những nhạc cụ khác sao? Để cô ta đều chơi một chút. Đúng, nếu như cô ta đều có thể chơi được, chúng tôi liền thừa nhận cô ta xác thực hiểu rất nhiều nhạc cụ. Trước đó không phải là diễn. Đây không phải chính là đưa độ hot tới cửa sao? Nếu như Nhan Hạ đều có thể chơi được hết, chẳng những có thể chứng minh chúng ta không có kịch bản, nói không chừng còn có thể được đưa lên hot sớt. Thế là đạo diễn nhìn Nhan Hạ nói lời của những người này. Được thôi, bọn họ cứ việc tới. Nhị ca, anh đây là trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Trước đó em đã nói với anh rồi, Nhan Hạ rất hiểu âm nhạc. Anh thế mà bảo Thủy Quân hạ thủ từ nhạc cụ để bôi xấu nó. Em là từng nói nó có thiên phú âm nhạc, nhưng anh làm sao biết được nó biết nhiều nhạc cụ như thế? Chẳng lẽ em biết sao? Em còn thật không biết nó biết nhiều nhạc cụ như vậy. Nhạc cụ mà nó biết còn nhiều hơn em. Vấn đề bây giờ là, Du Du làm sao đây? Nhị ca, anh cái này đâu phải là phá Nhan Hạ, anh cái này rõ ràng là hố Du Du. Anh chỉ biết là Nhan Hạ biết kéo đàn nhị, còn thật không biết nó biết nhiều nhạc cụ như vậy. Nhan Hạ giấu thật đúng là sâu. Hay là để Thủy Quân một lần nữa tìm cái để bôi xấu Nhan Hạ? Hiện tại không được. Nếu như lại để Thủy Quân bôi xấu những cái khác, vậy cũng quá rõ ràng rồi. Khán giả không phải người ngu. Hơn nữa địa vị của Tần đạo diễn ở trong giới không thấp. Chọc giận ông ta cũng không có lợi cho chúng ta. Nhị ca, anh quá hố rồi. Chờ chương trình kết thúc, liền để Du Du tham gia vào bộ phim em sắp quay. Em cảm thấy có thể để cho nó bạo đỏ. Tốt nhất có thể thuyết phục Nhan Hạ đồng ý làm nữ hai. Nữ hai trong phim này của em là nhân vật phản diện, tàn nhẫn thâm độc. Rất có thể tô lên nữ chính ngây thơ hiền lành. Nếu như Nhan Hạ tới diễn nữ hai, Du Du diễn nữ chính, khán giả khẳng định sẽ đổi cách nhìn với Du Du, mà không thích không ưa Nhan Hạ. Chờ kỳ chương trình này kết thúc, anh liền đi tìm Nhan Hạ, tận lực thuyết phục nó diễn nữ hai của bộ phim này. Được. Lão Tam, em có thể viết một ca khúc cho Du Du, đến lúc đó để Du Du hát ca khúc em viết. Liền nói là tự nó viết, tạo ra một hình tượng tài nữ. Nhan lão sư, em họ tôi muốn xin cô giúp một chuyện. Có gì cần hỗ trợ, các anh cứ nói. Con của nó một khi ngủ liền sẽ bừng tỉnh. Gần đây mỗi ngày giữa trưa và ban đêm khi đi ngủ, không bao lâu liền sẽ giống như là bị hù dọa mà khóc tỉnh. Lên bệnh viện trên huyện kiểm tra đều không có vấn đề. Lão nhân gia nói, có thể là nhiễm lên thứ không sạch sẽ gì đó. Nghe anh họ tôi nói, cô là một đại sư phong thủy huyền học, cho nên muốn nhờ cô giúp thử xem sao. Được, vậy tôi và các anh về nhà các anh xem thử đi. Nó lại khóc tỉnh rồi. Nhan lão sư, mong cô hãy giúp đỡ. Đưa đứa nhỏ cho tôi bé. Nhan Hạ bề đứa bé dãy ruộng. Lấy ra một lá bùa, khoa tay mấy lần ở trên trán đứa bé. Cảnh tượng khiến người ta trợn mắt đã xảy ra. Chỉ thấy đứa bé dần dần ngừng khóc lóc. Tì tì, phiêu phiêu. Nhan lão sư, con trai tôi có phải là thật sự nhiễm phải thứ không sạch sẽ không? Đúng vậy, nó tình trạng như vậy đã bị 2 tháng rồi. Mỗi lần đều khóc giống không ngừng, chưa từng ngoan ngoãn như vậy. Không phải là thứ mà mọi người nói, là do nó đeo thứ mà nó không nên đeo. Thứ này mọi người lấy từ đâu vậy? Đây là trước đó tôi đi dạo phố đồ cổ, nhìn thấy ở trên một sạp hàng. Lúc đó cảm thấy rất đáng yêu, nghĩ đến con tôi vừa hay tuổi heo, cho nên liền mua nó. Heo con điều khắc ở trong ngọc thạch, ẩn hàm âm sát chi khí. Thứ không sạch sẽ trước đó các anh nói, kỳ thật chính là một loại âm sát từ trường tạo thành. Người bị nhiễm phải, sẽ có hại với thân thể. Trên heo con này làm sao lại nhiễm âm sát gì đó vậy? Chiếc vòng tay nhỏ này hẳn là đã từng được đặt chung một chỗ với thứ được lấy từ trong mộ ra, cho nên nhiễm phải âm sát. Còn may cũng không phải là nhiễm nhiều, nếu không con của anh sẽ không chỉ là đi ngủ bừng tỉnh khóc giống không ngừng đâu. Hóa ra là do cái vòng tay này gây ra. Tối nay các cô đừng nấu cơm nữa, đến nhà tôi ăn đi. Đúng đúng.
tối nay nhất định phải đến nhà tôi ăn cơm. Cố Diệp Ngọc ngược lại là vẫn luôn biết, em gái ruột biết xem tướng phong thủy. Ông lão đã nhận nuôi cô chính là làm nghề này. Người nhà bọn họ tưởng rằng Nhan Hạn là cái loại gà mờ. Nhưng hiện tại xem ra, cô ấy ở phương diện này rất lợi hại. Hay là cô cũng xem giúp tôi một chút. Nhan Hạn đối với cậu cha ngũ cũng cạn lời. Trước kia ở trong nhà, thời điểm cô đối tốt với hắn, hắn cũng sẽ không quấn người như vậy. Hiện tại cô không thèm để ý, còn thường xuyên khinh thường. Hắn lại là muốn tăng cảm giác tồn tại. Chúng tôi làm nghề này có ba loại người không xem, anh là một loại trong đó. Ba loại không xem kia, cô nói một chút xem. Anh thật muốn nghe. Đúng, tôi muốn nghe. Thứ nhất, không xem cho người thân. Thứ hai, không xem chính trị. Thứ ba, không xem bản thân. Nhan Hạ con tiểu tiện nhân này, nhất định là cố ý. Thứ hai và thứ ba, Ngũ Ca đều không thỏa mãn. Vậy cũng chỉ có thứ nhất. Cô ta hối hận vì không kịp thời ngăn Ngũ Ca lại. Các cô có quan hệ người thân sao? Các người ngược lại là trả lời câu hỏi của Tống Dịch Nhàn đi. Từ trong ba thứ mà Nhan Hạ không xem, rất rõ ràng Diệp Đình Lưu chỉ có thể là hạng thứ nhất. Đây ý là Nhan Hạ và Diệp Đình Lưu có quan hệ người thân. Như vậy mà nói, Nhan Hạ và Diệp Du không phải cũng có quan hệ sao? Có thể từ khi bắt đầu chương trình đến bây giờ, Nhan Hạ đối hai người đều không ưa. Thậm chí là thái độ đối chọi gay gắt. Ba người này rốt cuộc có quan hệ gì vậy? Tôi thật là muốn biết. Lão Ngu đây thật sự là đầu óc nước vào rồi. Cứ muốn không ngừng tìm cảm giác tồn tại với Nhan Hạ. Giờ thì hay rồi. Dẫn tới tất cả mọi người đang suy đoán quan hệ của bọn nó. Nếu để cho người phát hiện ra được quan hệ của Nhan Hạ và Lão Ngũ, có phải là bất lợi cho Du Du không? Đúng, bất luận là trên mặt thân phận hay trên mặt quan hệ, đều bất lợi cho Du Du. Trước đó đã có người đưa ra nhận định, nói rằng quan hệ của Lão Ngũ và Du Du không giống anh em, ngược lại giống như là tình lữ. Cái này nếu như anh em ruột, mặc dù có người cảm thấy không quen, nhưng cũng sẽ không suy nghĩ gì nhiều. Nhưng nếu như quan hệ thực sự giữa ba người bị lộ ra, vậy rất có thể sẽ có người suy nghĩ và bàn tán về chuyện Du Du và Lão Ngũ mập mờ. Đây là điểm mà em lo lắng nhất. Hay là thuê Thủy Quân Hạ nhịp xuống, liên hướng theo Nhan Hạ là em họ của Lão Ngũ. Đừng để người ta phát hiện ra được quan hệ thực sự của ba người bọn nó là được. Tình hình trên mạng, bây giờ em liền sắp xếp đi. Em lập tức làm ngay. Hắn rất nhanh sắp xếp Thủy Quân lập một đoạn bài viết về quan hệ của Nhan Hạ và Cố Diệp Ngọc. Nói Nhan Hạ là em họ của Cố Diệp Ngọc. Bởi vì gần đây Nhan Hạ mấy lần muốn tài nguyên của Cố Diệp Ngọc, nhưng Cố Diệp Ngọc không cho. Nhan Hạ liền tức giận chủ động trở mặt với Cố Diệp Ngọc. Một bên khác, Nhan Hạ đang ở trong sân vẽ bùa trên bàn. Còn cầm lấy mấy tờ giấy, gấp cho trẻ em mấy tiểu động vật. Hạ Hạ thế mà còn biết gấp giấy tiểu động vật. Tay của Nhan Hạ cũng quá khéo rồi. Một đống fan hâm mộ khen Nhan Hạ khéo tay. Rất nhanh, liền có âm thanh không hài hòa xông ra. Tay Nhan Hạ đúng là khéo léo, xác thực cũng biết một vài thứ. Nhưng nhân phẩm lại đáng lo. Đúng vậy, thật không ngờ cô ta thế mà là em họ của Diệp Đình Lưu. Cái loại bạch nhãn lang, thăng gạo ân đấu gạo thù. Nhan Hạ loại này chính là bạch nhãn lang cho ăn không no điển hình. Tần đạo diễn nhỏ giọng hỏi Nhan Hạ khi không có máy quay. Cô là em họ Diệp Đình Lưu sao? Không phải, Tần đạo diễn đã hiểu. Trên mạng có người thuê Thủy Quân bôi xấu Nhan Hạ. Thế là đem chuyện về mấy cái hát sớt nói với cô một lần. Chuyện của các cô trong hát sớt trên mạng nếu như bị công nhận, sẽ không có lợi cho cô. Cô suy nghĩ thật kỹ biện pháp. Ngày mai trở về sau khi kết thúc chương trình, dễ phá giải. Nếu như cần thiết, tôi có thể giúp cô tìm người đem hát sớt gỡ xuống. Nhìn thấy ánh mắt tràn đầy lo lắng của Tần đạo diễn, Nhan Hạ trong lòng ấm áp. Cũng không phải là ai ai cũng đều sẽ đối xử với mình giống như là người của Cố Gia và Quý Linh. Đa tạ ý tốt của Tần đạo diễn, nhưng mà hát sớt không cần gỡ. Để bọn họ bôi xấu, huyên náo càng lớn càng tốt. Để hát sớt trong hai ngày này huyên náo xôn xao cho toàn mạng đều biết. Chờ thời điểm chân tướng nói thọc ra, không phải mới càng thú vị sao? Cô có thể nói ra quan hệ của cô và Cố Diệp Ngọc trước hay không? Để trong lòng tôi có cái chuẩn bị. Biết được kỳ tiếp theo nên làm thế nào? Đương nhiên, ở trước khi chính cô muốn đem nó lộ ra ánh sáng, tôi tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết. Anh em ruột. Anh em ruột. Vậy cô và Cố Diệp Du cũng là chị em ruột rồi. Cô ta là con nuôi, còn tôi là con ruột. Nhưng mà đám người nhà cũ của tôi thích cô ta hơn tôi. Rất bài xích tôi. Người nhà của cô thích con gái nuôi nhiều hơn thích con gái ruột như cô sao? Nhan Hạ không hề che đậy cho người Cố Gia và cầu trà ngũ. Đen thân thế của mình rất đơn giản nói một lần. Trước khi tham gia chương trình, tôi đã cùng người nhà đó đoạn tuyệt quan hệ rồi. Diệp Mộc thật đúng là chẳng ra gì. Cô đoạn tuyệt quan hệ, đoạn tuyệt là tốt. Người Cố Gia thật đúng là tìm lại được con gái ruột thế mà muốn con gái nuôi Cố Diệp dù dẫm. Có bị bệnh không vậy? Buổi tối sau khi ngừng phát trực tiếp, điện thoại của Tần đạo diễn đột nhiên vang lên, là trợ lý của ông gọi tới. Lúc trước ông phân phó người trợ lý này quan sát viện tử, nhìn xem anh em Diệp Ngọc có cái gì đáng xem. Tần đạo diễn, anh em Diệp Ngọc có biến, rất hăng hái, có phát trực tiếp không? Phát ngay bây giờ. Các anh liền nói bởi vì ngày mai sẽ phải kết thúc kỳ chương trình này. Cho nên tối nay đã chuẩn bị đột kích bất ngờ. Nhìn xem cuộc sống buổi tối của mấy vị minh tinh. Đồng thời tìm bọn họ tâm sự về cảm nhận của mình với chương trình kỳ này.
Anh, em sợ. Sợ cái gì? Sợ quan hệ của chúng ta bị lộ ra, sợ anh bị em làm liên lụy, bị người ta chửi. Dù sao anh mới là anh ruột của Nhan Hạ, em chẳng phải là cái gì cả. Em rất sợ cha mẹ và các anh không cần em nữa. Kể từ khi Nhan Hạ được tìm trở về, cô ta vẫn lo sợ chuyện này. Vốn dĩ cô ta là vui mừng, rốt cục cũng đem Nhan Hạ tiểu thư thực sự đuổi đi. Nhưng kết quả lại càng ngày càng không giống với cô ta nghĩ. Như Cố Diệp Ngọc, trước đó đều là Nhan Hạ vây quanh hắn. Nhưng kể từ khi lên chương trình, ngược lại biến thành hắn luôn nhịn không được muốn tới gần, muốn cầu Nhan Hạ yêu mến. Điều này khiến trong lòng của cô ta không thoải mái, đồng thời còn nhịn không được sinh ra một loại cảm giác nguy cơ. Nghĩ tới nghĩ lui, cô ta đột nhiên cảm thấy đem Nhan Hạ ép đi, ngược lại lại là hạ sách, nên để Nhan Hạ tiếp tục gây bất mãn cho người Cố gia, cuối cùng bị người Cố gia đuổi ra mới đúng. Nhà đầu ngốc, sẽ không đâu, em là tiểu công chúa của nhà chúng ta. Bảo bối sủng ái, bọn anh làm sao có thể không cần em? Còn vấn đề thân phận, em càng không cần lo lắng. Không phải là vẫn chưa bị lộ sao? Nhị ca khẳng định sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Hơn nữa cho dù bị lộ, anh cũng không sợ bị chửi, bọn anh sẽ che chở em. Ca anh thật sự sẽ không bỏ em sao? Cố Diệp Ngọc nhìn dáng vẻ này của cô ta có chút đau lòng, theo thói quen cúi đầu hôn lên trán cô ta. Em mãi mãi là bảo bối của bọn anh. Yên tâm đi, vậy chờ sau khi kỳ chương trình này kết thúc, các anh liền hảo hảo đem Nhan Hạ gọi trở về đi. Bất kể nói thế nào, chị ấy mới là Cố gia thân sinh, em không muốn bởi vì em khiến chị ấy không vui mà rời khỏi Cố gia. Du Du nhà ta chính là thiện tâm hiểu chuyện như thế, nó rời đi là tự nó tùy hứng, không liên quan đến em không cần phải nghĩ nhiều nữa. Cố Diệp Du nghe hắn nói như vậy cũng yên tâm, chủ động tiến tới hôn lên má của hắn. Em nên biết Ngũ ca có thể hiểu được em, anh là tốt nhất. Mà hai người đều không có chú ý tới, máy quay đã được bật lên. Bắt đầu từ khi hai người ôm nhau, hành động của bọn họ đều đã được phát sóng trực tiếp. Anh đây là đang làm gì? Anh phát trực tiếp sao? Diệp lão sư, Tần đạo diễn bảo chúng tôi phát trực tiếp lần nữa, xem cuộc sống buổi tối của mọi người, rồi hỏi mọi người về cảm nhận của mình khi tham gia kỳ chương trình này. Buổi tối anh muốn phát trực tiếp, tại sao không nói trước một tiếng? Là Tần đạo diễn bảo tôi quấy bất ngờ. Hai người yên tâm, lúc này khi tôi phát trực tiếp, cách hai người một khoảng cách, lời hai người nói, tôi không nghe được, cũng không thu âm được. Lời này của hắn khiến mặt Cố Diệp Ngọc càng đen. Gia hỏa này nói giống như là bọn hắn đang làm việc gì đó không thể lộ ra ngoài, cần phải giữ bí mật vậy. Tổ chương trình tập kích, thế mà ghi được thước phim kình bạo như vậy. Kích thích, giữa đêm khuya, hai người này ở trong sân xác thực kích thích. Bạn ở trên à, người ta chỉ là hôn trán và hôn má. Hôn chán và hôn má không phải là hôn sao? Trong người trưởng thành, ôm ôm hôn hôn giống như là hai anh em bọn họ. Xác thực quá mức rồi đi. Toàn cảnh chat đều đang thảo luận về chuyện hành động hôn lúc nãy của hai anh em. Không tưởng tượng nổi, lão Ngũ bọn nó quá không ra gì rồi. Bọn nó làm cái gì vậy? Chẳng lẽ con trai và con gái nuôi của mình đang yêu đương với nhau? Lão Ngũ quá bất cẩn rồi. Lúc trước em nên không nên để lão Ngũ tham gia cái chương trình này. Cứ như vậy cũng không tốt đối với thanh danh của Du Du. Lão Ngũ quá không ra gì rồi, đây không phải hại Du Du sao? Nghe tới lời của ba người, Cố Phủ có chút mãnh, một cây làm chẳng nên non. Ba anh em này làm sao toàn đem lỗi lầm ném đến trên người em trai ruột mình? Các con không cảm thấy hành động của bọn nó quá thân mật rồi sao? Con không thấy vậy, xem xét lão Ngũ chính là đang an ủi Du Du. Bình thường Du Du chịu ủy khuất, bọn con cũng là dỗ nó như thế. An ủi em gái, cần phải vậy sao? Có phải là ông già rồi không? Các con cũng sẽ ôm và hôn Du Du như vậy sao? Đúng vậy, cái này có gì sao? Lão từ cái khúc gỗ này, các con thế nhưng là anh em ruột đấy. Không tưởng tượng nổi, các con quá không ra gì rồi. Cũng bởi vì là anh em, cho nên bọn con như vậy mới là tình cảm được biểu hiện. Cha có thể đừng nghĩ lung tung không? Các con đối với em gái ruột là Nhan Hạ, cũng như vậy sao? Bọn con làm sao có thể đối với nó như vậy? Nó cũng sẽ không chủ động thân cận bọn con như thế. Nhan Hạ như vậy mới là một em gái bình thường đấy. Xem con trai và con gái nuôi tốt mà bà dạy ra đi. Xem con trai và con gái nuôi tốt mà bà dạy ra kìa. Cố Phụ nói xong trầm mặt đi lên thư phòng. Cố Mẫu nhìn người chồng không cao hứng phất tay áo rời đi, ủy khuất không thôi. Du Du còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, nhưng các con đều là anh trai, làm sao có thể thân mật với em gái như vậy? Chờ sau khi Du Du trở về, các con không được phép cùng nó ôm ôm ấp ấp nữa, thậm chí là hôn mặt. Mẹ, chúng con biết rồi. Cố Mẫu nhìn thấy tứ nhi tử trên mặt không phục và đại nhi tử qua loa, trong lòng lần đầu tiên sinh ra loại oán trách nói không nên lời với Cố Diệp Du. Chuyện này các con nhanh chóng xử lý, cũng đừng làm lớn chuyện, nếu không để cho người trong giới biết được. Nhà chúng ta không chịu nổi sự mất mặt này. Vâng. Muộn như vậy rồi, tìm tôi có chuyện gì? Cố Diệp Quân đem chuyện trước đó và sự lan truyền trên mạng nói một lần. Hiện tại chỉ có một biện pháp có thể di chuyển được sự chú ý của mọi người. Biện pháp gì? Công khai chuyện yêu đương giữa cậu và Nhan Hạ. Không cần thiết phải vậy chứ. Giữa hắn và Nhan Hạ hiện đang còn có mâu thuẫn. Vậy cậu nói xem, không dùng chuyện khác để chuyển sự chú ý thì làm sao? Nhan Hạ vì tham gia chương trình này, độ hot đang rất cao đấy. Tin yêu đương của hai người vừa ra, tuyệt đối sẽ chiếm cứ hot sớt hôm nay và ngày mai. Để tôi nghĩ một chút. Được, vậy cậu mau chóng trả lời tôi. Để bên này tôi dễ sắp xếp. Được. Anh Quân, không hay rồi. Chuyện từ nhỏ đến lớn Nhan Hạ trải qua, bị đội chó săn đào ra rồi. Bao gồm cả chuyện cô ấy là con gái ruột của Cố gia.
cũng đã bị lộ ra rồi. Nghe trợ lý nói thế, Cố Diệp Quân nhanh chóng ấn mở hát sớt. Thật không ngờ đội chó săn không chỉ đào ra chuyện Nhan Hạ trải qua từ nhỏ bị mất tích, còn lộ ra thân phận Cố Diệp Du là con gái nuôi. Cố Diệp Quân nhìn thấy hát sớt và các loại suy đoán của mọi người ở khu bình luận, mặt của hắn âm trầm vô cùng. Hắn bên này vẫn chưa làm tốt quan hệ xã hội mà đã vạch trần ra chuyện này rồi. Tôi còn chưa nghĩ xong, không chờ được nữa, còn tiếp tục như vậy, Du Du phải gánh tội và bị mắng liên tục. Cậu cũng hy vọng Du Du tốt chứ? Công khai chuyện yêu đương của cậu và Nhan Hạ cũng không có ảnh hưởng quá lớn đến cậu. Cậu bây giờ cũng không phải là ảnh đế phái thực lực dựa vào lượng người xem để kiếm cơm. Càng huống chi sau lưng cậu còn có Quý Gia, vậy còn Nhan Hạ. Chuyện của chúng tôi công khai ra, cậu đã nghĩ tới ảnh hưởng với cô ấy chưa? Cố Diệp Quân ngẩn người. Hiển nhiên lúc trước hắn cũng không suy nghĩ vấn đề này. Nhan Hạ vẫn luôn rất kiên cường. Từ nhỏ trải qua nhiều chuyện như vậy, nó có thể chịu được. Nhưng Du Du là Cố Gia nuôi nấng lớn lên, tâm tư lại tinh tế mẫn cảm, rất dễ bị tổn thương. Lại nói, xảy ra chuyện này cũng là do Nhan Hạ gây ra. Nếu không phải nó cố ý ở trên chương trình đối chọi gay gắt với hai người lão ngũ, trưa nay còn cố ý nói ba không xem dẫn dắt, mới khiến cho mọi người hiếu kỳ. Cho nên do nó bắt đầu thì do nó kết thúc. Tôi sẽ bù đắp cho Nhan Hạ, dù sao nó cũng là em gái ruột tôi. Nghe xong lời của Cố Diệp Quân, Quý Linh lại trầm mặc một lúc. Được, vậy cậu liền công khai đi. Cậu gọi điện thoại cho người đại diện của tôi trước, nói là tôi đã đồng ý, để cô ấy có chuẩn bị tâm lý, dễ phối hợp với các cậu. Ở giữa Nhan Hạ và Cố Diệp Du, Quý Linh lựa chọn giúp Cố Diệp Du. Hôm qua và hôm nay cô đều luôn chiếm bảng hot search. Là hot search gì vậy? Chuyện cô là em gái ruột của Cố Diệp Ngọc bị lộ rồi. Còn có người đang giám định người thân. Nhưng mà hot search này, sáng nay đã bị người gỡ xuống rồi. Hiện tại đang chiếm cứ hot search. Là chuyện tình yêu của cô và Quý Ảnh Đế lộ ra ánh sáng. Tùy bọn họ thôi, cô và Quý Ảnh Đế là người yêu sao? Hai người đang cãi nhau à? Trước đó xác thực nói qua yêu đương. Nhưng mà trước khi tới đây, tôi đã chia tay với anh ta rồi. Thì ra hai người đã chia tay rồi. Chẳng trách tôi thấy hai người không giống đang yêu nhau. Hắn không xứng với cô. Nói rất đúng. Cảm ơn mọi người. Vậy các cô tiếp tục nấu cơm đi. Tôi đi ra ngoài trước đây. Thừa dịp anh quay phim vẫn chưa tiền đến, Thạch Hy diễn xích lại gần Nhan Hạ nói, có cái gì cần giúp đỡ cứ việc mở miệng, tôi nhất định sẽ giúp cô giải quyết. Cảm ơn ý tốt của anh. Nếu như cần sự giúp đỡ, tôi sẽ tìm anh. Một lời đã định. Đừng tìm người khác, cứ tìm tôi. Được. Buổi trưa qua đi kỳ chương trình này cũng đã kết thúc, trực tiếp cũng đã ngừng. Trên đường trở về, Nhan Hạ liền trả lời bài đăng trên Weibo Quý Linh vạch trần quan hệ giữa hai người. Đã chia tay, đồng thời tuyệt giao, đồng thời còn tải lên đoạn ghi âm cuộc trò chuyện với Quý Linh hôm đó. Nếu Quý Linh bọn hắn đã muốn che chở Cố Diệp Du, vậy cô cũng không còn điều gì phải kiêng kỵ nữa. Ôi trời à, thật không ngờ Quý Ảnh Đế là người như thế này. Trước kia tôi còn thật sự thích anh ta nữa. Hiện tại cảm thấy anh ta thật cặn bã. Người anh ta thực sự thích vậy mà là Cố Diệp Du. Nghe đoạn ghi âm, Quý Ảnh Đế còn muốn Nhan Hạ đem suất tham gia chương trình, nhường lại cho Du Du. Quý Ảnh Đế, anh khiến tôi thật buồn nôn. Quý Linh nhìn chằm chằm vào Weibo Nhan Hạ vừa cập nhật. Trên mặt lộ ra vẻ mặt không thể tin. Cuộc trò chuyện hôm đó, cô ấy thế mà ghi âm lại. Lúc ấy cô đã muốn phòng bị hắn rồi sao? Nhận thức này khiến hắn không thể tiếp thu được, đồng thời cũng cảm thấy một nỗi đau thấu tim. Đúng vào lúc này, người đại diện Tân Lâm Hồng gọi điện thoại tới. Nhan Hạ có phải là có bệnh không vậy? Cô ta thế mà không thương lượng với anh, cứ như vậy đâm anh một đao. Hiện tại đột nhiên tới một màn như thế, đánh để chúng ta trở tay không kịp. Tôi cũng không ngờ rằng cô ấy sẽ hung ác như thế. Chuyện anh và Nhan Hạ chia tay, tại sao trước đó anh không nói với tôi? Trước đó tôi không hề đồng ý chia tay với cô ấy. Tôi nghĩ là cô ấy chỉ đang cáu kỉnh với tôi. Chúng tôi có thể làm lành. Hiện tại chúng ta phải lập tức đưa ra phản ứng. Nếu không anh sẽ biến thành cha nam chân dẫm hai con thuyền đấy. Trước đó cô đã không đồng ý chuyện hợp tác giữa Quý Linh và Cố Diệp Quân. Quả nhiên đã xảy ra vấn đề. Bây giờ cô chẳng những khó chịu với Nhan Hạ, đối với Cố Diệp Du cũng bắt đầu thấy ghét. Dù sao trong lòng của cô luôn ẩn giấu một bí mật không dám biểu lộ. Cô thích Quý Linh. Trước tiên anh hãy nói với tôi, Cố Diệp Du có phải là Bạch Nguyệt Quang của anh không? Người anh thật sự thích có phải là cô ta không? Như vậy tôi bên này mới dễ cùng nhóm PA lập ra phương án cho anh. Không có Bạch Nguyệt Quang gì cả. Đó chẳng qua là Nhan Hạ nói linh tinh mà thôi. Nếu đã như thế, vậy anh lại đăng một bài Weibo phủ định chuyện Bạch Nguyệt Quang và chuyện thích Cố Diệp Du. Liền nói, anh và nhị ca của Cố Diệp Du là bạn thân, cho nên được anh ta nhờ vả mới giúp đỡ chiếu cố cho Cố Diệp Du. Hiện tại nhất định phải rửa sạch chuyện anh bắt cá hai tay. Được, tôi đăng. Cố Diệp Du đọc được những bình luận mắng chửi mình vô cùng ủy khuất. Vừa rồi cô ta còn đang đắc ý vui vẻ, bản thân là Bạch Nguyệt Quang và người con gái mà Quý Linh thực sự thích. Nhưng tại sao hắn lại muốn nhanh chóng phủ định như vậy? Mặc dù lý trí nói với cô, Quý Linh làm như vậy sẽ tốt hơn cho cô và thanh danh của cô. Nhưng trong lòng vẫn là rất không thoải mái. Du Du, em làm sao thế? Anh, người trên mạng đều đang chửi em rất buồn. Em vẫn luôn muốn cùng chị ấy làm chị em tốt. Đều nhường các anh cho chị ấy. Nhưng tại sao chị ấy vẫn luôn dung không được em? Đừng ủy khuất nữa, nó đã không nguyện ý cùng em làm chị em tốt. Vậy cũng đừng làm nữa. Chuyện ở trên mạng, nhị ca sẽ giúp em làm sáng tỏ. Anh chỉ biết dỗ dành em muốn gọi điện thoại cho nhị ca. Cô ta nói xong gọi điện thoại cho Cố Diệp Quân. Dùng giọng điệu khóc thở không ra hơi.
thành công để Cố Diệp Quân đau lòng. Công an ủi dỗ dành cô ta một trận, còn bảo cô ta yên tâm, hắn sẽ giải quyết chuyện ở trên mạng. Cúp điện thoại xong, Cố Diệp dù vẫn còn ủy khuất, lại chui trong ngực Cố Diệp Ngọc khóc lóc. Em thực sự quá ủy khuất rồi. Thật ra em cũng không có ý trách Nhan Hạ. Có thể là chị ấy đã hiểu lầm em và anh Linh. Sau đó Cố Diệp Du nghe theo lời Nhị Ca đăng một bài Weibo. Tôi và Quý Ảnh Đế chỉ là quan hệ bạn bè đơn thuần. Anh ấy là bạn thân Nhị Ca tôi, cho nên cũng coi là anh trai tôi. Xin mọi người không nên hiểu lầm. Sau đó Cố Diệp Quân cũng đăng một bài. Trước khi chương trình lên sóng, đúng là tôi đã nhờ Quý Ảnh Đế chiếu cố cho Cố Diệp Du, nhưng không ngờ rằng sẽ để cho một đứa em gái khác hiểu lầm. Là lỗi của tôi sẽ giải thích với Nhan Hạ. Xin mọi người và Nhan Hạ đừng hiểu lầm. Rất nhanh, Hương Gió đã nghiêng về bên Quý Linh và Cố Diệp Du. Nhan Hạ lại trở thành đối tượng bị chỉ trích. Nhưng mà rất nhanh, một blogger lớn trong giới giải trí đã đăng một loạt ảnh. Tất cả đều là ảnh chụp Cố Diệp Du và Quý Linh ở riêng cùng với nhau. Hơn nữa hai người còn đeo dây chuyền đôi. Không phải là anh nói Nhan Hạ rời khỏi Cố Thị giải trí, còn bị các anh phóng sát hay sao? Nhưng nhìn bộ dáng như hiện tại, rõ ràng có đoàn đội đang giúp cô ta PR. Sau lưng cô ta là ai? Hơn nữa tôi thấy tất cả đều đã sớm có dự mưu. Chúng ta vừa tẩy trắng xong, bên kia liền đăng ảnh chứng thực, giống như là đang cố ý chờ sẵn vậy. Trên đường trở về sau khi quay xong chương trình, Quý Linh và anh em Cố Diệp Ngọc tìm một nhà hàng ăn cơm tối. Làm sao thế? Tôi còn muốn hỏi anh làm sao đây? Anh cứ như vậy không tin tôi, thế mà cái gì cũng giấu giếm tôi, anh quá đáng quá rồi. Nói rõ ràng, tôi giấu cô cái gì chứ? Anh đã xem động thái mấy hot shot mới nhất chưa? Anh lại lên bảng rồi, tôi đang dùng cơm, không xem, là xảy ra chuyện gì sao? Ảnh chụp anh và Cố Diệp Du gặp riêng với nhau, bị người ta đăng lên mạng rồi. Mỗi một tấm đều rất mập mờ, ngoại trừ cái này ra, ảnh chụp anh và Cố Diệp Du đeo dây chuyền đôi 600 bạn cũng bị người ta đào lên rồi. Gì mà gặp riêng, gì mà dây chuyền đôi, làm gì có, bây giờ anh còn không chịu nói thật với tôi sao? Anh như vậy bảo chúng tôi làm sao PR, tôi thật không có, thì nói thật kiểu gì, chờ tôi xem hot search, rồi lại gọi cho cô. Quý Linh cúp điện thoại xong lên xem, quả nhiên liền nhìn thấy ảnh hắn và Cố Diệp Du thân mật, ngực hắn toát ra một cơn lửa giận. Những hình ảnh này tất cả đều là có góc chụp khiến nó trông rất mập mờ. Cố Diệp Ngọc và Cố Diệp Du vẫn là lần đầu tiên thấy. Quý Linh luôn luôn trầm ổn nội liễm thế mà thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Thế là hai người cũng nhao nhao lên xem hot search. Anh và Du Du là quan hệ gì? Chúng tôi chỉ là quan hệ bạn bè bình thường. Đúng, quan hệ của bọn em không phải như là trên mạng nói. Hai người không có quan hệ, vậy những bức ảnh và dây chuyền đôi kia lại là cái gì? Hai người dám nói, hai người không ở sau lưng chúng tôi gặp mặt riêng tư với nhau. Có gặp, nhưng không giống như là trên mạng tung tin đồn nhảm như thế. Những bức ảnh này bị chụp và cắt với một góc độ tinh vi. Anh coi tôi là thằng đần sao? Quý Linh, anh xứng với Nhan Hạ sao? Chẳng trách nó muốn chia tay với anh, muốn tuyệt giao với anh. Anh thật sự là quá đáng quá rồi. Không ngờ Quý Linh lại phản bội và làm tổn thương em gái ruột của hắn như vậy. Quả thực không phải thứ tốt gì. Tôi nhắc lại lần cuối cùng, tôi không hề phản bội Nhan Hạ. Anh đừng nói anh Linh như vậy. Còn em nữa Du Du, rõ ràng em biết anh ta là bạn trai Nhan Hạ. Tại sao còn phải cùng anh ta mập mờ như vậy? Em cũng rất quá đáng. Anh thế mà không tin em. Còn vì Nhan Hạ mà mắng em. Đổi thành bình thường, Cố Diệp Ngọc khẳng định đau lòng tới dỗ cô ta. Nhưng chuyện của Quý Linh và Cố Diệp Du đã dẫm lên ranh giới cuối cùng của hắn. Du Du, em đừng có quên, Nhan Hạ cũng là em gái của anh. Thời điểm nó bắt nạt em, đặt đồ vật của em, anh sẽ vô điều kiện đứng về phía em. Nhưng lại không thể tán đồng, em lén lút qua lại với bạn trai nó sau lưng nó. Chẳng trách ở trong chương trình trực tiếp, Nhan Hạ đối với Quý Linh và Du Du như thế. Thì ra cô đã sớm biết hai người này đội mũ xanh cho cô rồi sao? Cái này đổi thành hắn, cũng sẽ tức giận. Anh thế mà không tin tưởng em, anh có còn là anh trai của em không vậy? Em ghét anh, em sẽ không thích anh nữa. Hai người các cậu đủ rồi, đến lúc nào rồi, còn ở đây liếc mắt đưa tình. Ai liếc mắt đưa tình? Nó là em gái của tôi, anh đừng nói mà không nghĩ. Có anh em nhà ai sẽ thường xuyên ở cùng nhau ôm ôm ấp ấp, thậm chí còn hôn nữa. Cái đó chẳng qua là quan hệ giữa anh em chúng tôi tốt. Bản thân anh bẩn thỉu, cho nên nhìn người khác mới bẩn thỉu. Lời này tôi trả lại cho cậu, quan hệ của tôi và Cố Diệp Du là trong sạch. Tin hay không tùy cậu. Hai người này đều bởi vì Nhan Hạ, thế mà đối với mình như vậy, quá đáng quá rồi. Cố Diệp Du nghĩ, cầm điện thoại di động lên gọi cho Cố Diệp Quân. Lúc này Cố Diệp Quân cũng đang bực bội. Thấy là điện thoại của Cố Diệp Du, đột nhiên có loại cảm giác không muốn nghe. Cô ta thế mà giấu bọn hắn lén lút qua lại với Quý Linh như vậy. Chuyện này cũng khiến cho hắn có chút khó tiếp nhận. Làm sao thế? Nhị ca, em rất là buồn. Ngô ca ức hiếp em, anh ấy chẳng những không tin em, còn mắng em, hiện tại càng bỏ lại em một mình đi mất. Tại sao nó lại mắng em? Bởi vì quan hệ giữa em và Quý Linh không đơn giản sao? Du Du, em nói chi tiết với anh. Có phải là em và Quý Linh lén lút qua lại hay không? Em không có, em và anh Linh là quan hệ trong sạch. Nhị ca, ngay cả anh cũng không tin em sao? Những chứng cứ ở trên mạng kia khiến người ta rất khó tin các em không có quan hệ gì. Em và anh ấy thật sự không có gì. Anh không tin thì thôi vậy, các anh đều ức hiếp em. Mấy vị khách mời đều là về Đế Đô, cho nên tổ chương trình đã mua vé máy bay cùng một chuyến bay cho bọn họ. Thạch lão sư, làm phiền anh đổi chỗ. Quý đại ảnh đế, không soi gương một cái sao?
Anh có ý gì? Soi gương xem mặt của anh có phải là rất lớn hay không thôi? Thạch Hy Diễn, anh đừng có quá đáng. Tôi có chuyện muốn nói với Nhan Hạ. Cho nên làm phiền anh đổi vị trí. Anh muốn đổi vị trí nói chuyện với Hạ Hạ. Anh đã hỏi xem cô ấy đồng ý chưa? Không đồng ý. Hạ Hạ, tôi thật có việc gấp muốn nói với cô. Chỉ một lát thôi được không? Xin lỗi, chúng ta không quen, cho nên không được. 3 phút, liền cho tôi 3 phút có được không? Có chút chuyện, tôi phải giải thích rõ ràng với cô. Tôi không có hứng thú nghe anh giải thích. Quý ảnh đế, dây chuyền đôi đều đã đeo rồi, giờ lại tới giả vờ giả vịt. Là có ý gì đây? Chuyện của tôi và Hạ Hạ không liên quan đến anh. Tên khốn kiếp này muốn đào góc tường nhà hắn, cho nên luôn luôn phá chuyện giữa hắn và Nhan Hạ. Quá vô sỉ rồi. Tôi và Cố Diệp Du thật sự không có quan hệ mập mờ. Cái gọi là dây chuyền đôi càng không phải là do tôi tặng cô ấy, là trưởng bối của tôi tặng. Nó là từng khai quang, đeo lên bảo đảm bình an. Tôi mới thường xuyên đeo ở trên người. Sợi dây chuyền của Cố Diệp Du cũng là vị trưởng bối kia tặng. Hạ Hạ, cô hiểu rõ tôi mà. Tôi không phải không có đầu óc như vậy. Sẽ cố ý cùng Cố Diệp Du đeo dây chuyền đôi, để người bắt lấy tay cầm rõ ràng như vậy. Tất cả đều là hiểu lầm và trùng hợp. Cô tin tưởng tôi có được không? Tôi nổi hết cả da gà rồi. Không hổ là ảnh đế, diễn xuất này thật sự đỉnh. Quý Linh đột nhiên muốn đem Thạch Hy Diễn ném xuống máy bay. Anh không nói chuyện không ai bảo anh câm đâu. Quý ảnh đế diễn xong rồi à? Anh nói với tôi các anh không có quan hệ mập mờ. Anh cảm thấy tôi giống con ngốc như vậy sao? Càng huống hồ, chúng ta đã chia tay và tuyệt giao rồi. Anh muốn diễn kịch, tìm nhầm đối tượng rồi. Cô cảm thấy tôi là diễn sao? Hắn đem một khỏa chân tâm nâng đến trước mặt cô, thế mà đạt được một cái diễn. Không thì sao? Nếu như anh thật sự thâm tình như vậy, đã sớm làm gì rồi? Quý ảnh đế, biểu diễn của anh kết thúc rồi, máy bay cũng đã sắp cất cánh. Xin anh hãy tuân theo trật tự, ngồi trở lại vị trí của mình đi thôi. Quý Linh lúc này vừa giận vừa đau lòng, còn sinh ra cảm giác thất bại và lạc lõng. Cố Diệp Du trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cô ta căn bản không thể tin được. Quý Linh thế mà lại hạ thấp bản thân tìm Nhan Hạ giải thích cầu hòa như vậy. Mẹ, đại ca, nhị ca, tam ca, tứ ca. Du Du làm sao thế? Đây là ai ức hiếp con sao? Con bị người ta hại ở trên mạng bị rất nhiều người chửi. Con và anh Linh là trong sạch, nhưng Ngô Ca chẳng những không an ủi con không tin tưởng con, mắng con. Du Du đừng đau lòng nữa, hấp thủ sau màn ở trên mạng. Đại ca và nhị ca đã đang điều tra rồi, chờ điều tra ra là ai, bọn anh sẽ báo thù cho em. Ngô Ca của em chính là một tên đần, em cần gì để ý nó. Anh lúc ấy cũng là nhìn thấy chuyện trên mạng, đầu óc nóng lên tức giận mới như thế. Ngô Ca xấu, đúng đúng, anh xấu, tiểu tổ tông em bình thường được rồi. Cố Diệp Hạo bế Cố Diệp Du ngồi vào trên ghế sofa, Cố Diệp Châu cũng ngồi xuống, thấp giọng dỗ dành để cô ta nín khóc mỉm cười. Cái này chỗ nào giống như là hành động ở giữa anh em trưởng thành nên có chứ? Cố Diệp Du rất mẫn cảm thấy một cô ánh mắt sắc bén. Mẹ, bọn họ đều mắng con rất buồn. Cố Mẫu nghe Cố Diệp Du ủy khuất kể khổ, sự không vui và oán giận đối với cô ta cũng dần dần giảm đi không ít. Dù sao cũng là con mình nuôi lớn lên, đại ca và nhị ca con đang điều tra hắc thủ phía sau màn. Điều tra ra sẽ báo thù cho con, đừng có buồn nữa, vẫn là mẹ và các anh đối tốt với con nhất. Con có được người nhà như mọi người là chuyện hạnh phúc nhất cả đời này. Con là do bọn ta nuôi lớn, bọn ta đương nhiên phải đối tốt với con. Hành vi của các con quả thực không tưởng tượng nổi, sao có thể bế em gái đã trưởng thành như vậy chứ? Em gái các con không hiểu, chẳng lẽ các con cũng không biết phải giữ khoảng cách nam nữ sao? Sau này các con đều chú ý cho mẹ. Mẹ, bọn con quan hệ tốt mới như vậy, những người bên ngoài đó là bản thân họ tự xấu xa. Mặc kệ các con quan hệ tốt thế nào, nhưng các con đã là người trưởng thành rồi. Giữa anh em gái phải tránh những điều này. Nếu không ra ngoài người ta đều sẽ nói Cố gia chúng ta không có giáo dục. Du Du, con là đại cô nương rồi, sau này cũng phải chú ý. Mẹ, trước kia con không hiểu những thứ này, sau này sẽ nghe mẹ, sẽ chú ý, vẫn là con ngoan hơn. Con và Quý Linh lại là như thế nào vậy? Con và anh Linh là trong sạch. Chúng con gặp riêng nhau là bởi vì bà mẫu thích con, mới bảo anh ấy đưa quà cho con. Sợi dây chuyền gọi là dây chuyền đôi kia cũng là bà mẫu tặng con. Con và anh Linh trước đó cũng không biết, điều này đã khiến Nhan Hạ hiểu lầm. Nhưng anh Linh giải thích với chị ấy căn bản không muốn nghe, khiến cho tất cả mọi người hiểu lầm bọn con. Thì ra là thế, chỉ là hiểu lầm thì tốt. Lão nhị, con đi tìm Nhan Hạ, dùng hợp đồng tài nguyên tốt nhất của công ty cho nó đi, xem như là đền bù cho nó. Vừa vặn đón nó trở về, nó một đứa thiên kim Cố gia, ở căn chung cư nhỏ bên ngoài, còn ra thể thống gì? Alo, là tôi. Nhan Hạ có chút bất ngờ, không nghĩ rằng cậu trai nhị thế mà chủ động gọi điện thoại cho cô. Cô cố ý không biết, anh là ai? Hạ Hạ, tôi là ai? Cô nghe không ra được sao? Làm sao tôi có thể nghe ra được giọng của người xa lạ chứ? Nếu không tự giới thiệu, vậy tôi cúp đây. Tôi là nhị ca cô, sao tôi lại không nhớ tôi có nhị ca nhỉ? Anh gọi nhầm số rồi. Được, thật sự là muốn lên trời rồi. Là tôi, Cố Diệp Quân. Hóa ra là người đại diện kim bài của Cố Thị. Có chuyện gì không? Tôi cùng đại ca thương lượng rồi, một lần nữa đổi một cái hợp đồng cho cô. Dùng hợp đồng của chị đại công ty để cô ký. Đãi ngộ như vậy, tôi rằng cả cô hỏi tất cả công ty giải trí cũng sẽ không cho cô. Tôi thật sự là cảm ơn các anh bố thí rồi, nhưng mà con người tôi xương cốt cứng rắn, không thích ăn đồ bố thí. Cho nên các anh giữ lại cho người khác đi. Cô không muốn,
Người đại diện kim bài như anh, năng lực phân tích đã kém như vậy rồi. Chẳng trách những năm gần đây, anh vẫn chưa đào tạo được ảnh hậu ảnh đế nổi tiếng ở trong giới. Cho nên, tôi đề nghị anh suy nghĩ lại cẩn thận một chút. Xem bản thân anh có thích hợp với ngành giải trí không? Đừng hại người hại mình. Cận bã của Cố Gia gọi tới sao? Người vừa nói chuyện là Quý Nguyệt mới về nước. Cô là em gái sinh đôi với Quý Linh, càng là bạn thân tốt nhất của Nhan Hạ. Là cậu trai nhị gọi. Nói là muốn cho tớ một hợp đồng của chị đại công ty. Anh ta tưởng rằng ném ra cái thứ gọi là mồi nhử này thì tớ sẽ cắn câu. Có bị bệnh không vậy? Cậu nói xem anh ta có còn gọi tớ nữa không? Khẳng định sẽ còn gọi. Vậy nghe không? Nghe. Sao lại không nghe? Chúng ta nhàm chán, trêu chọc chó cũng là việc vui. Hạ Hạ, chúng ta không thể nói vài câu với nhau hay sao? Chúng ta không thân thiết như vậy. Xin anh đừng gọi tôi Hạ Hạ, rất buồn nôn đấy. Được, không gọi cô Hạ Hạ. Hợp đồng tôi đã gửi cho cô suy nghĩ một chút. Cô là người thông minh, lợi ích lớn nhất tới tay. Tại sao phải từ chối chứ? Chính bởi vì tôi là người thông minh, mới không thể kết giao với người ngu xuẩn như các anh. Sau này cô không muốn hoạt động trong ngành giải trí nữa sao? Các anh trước đó cũng đã nói là ở ngành giải trí phong sát tôi. Nhưng tôi hiện tại chẳng những không bị phong sát, còn nổi tiếng nữa. Lời của anh nói giống như là đánh giấm vậy. Thế mà còn không biết xấu hổ lại thả một lần. Cô thật là giỏi đấy. Cảm ơn đã khen, không có chuyện gì khác thì tôi cúp đây. Chờ chút, mẹ nhớ cô rồi. Muốn cô về thăm nhà một chút. Mẹ là ai? Tôi không quen biết. Được, vậy tôi đổi cách nói. Cố phu nhân rất nhớ cô. Hy vọng cô về nhà, tôi và người Cố Gia các anh đoạn tuyệt mới chưa được bao lâu. Các anh thế mà đã quên rồi à? Đó cũng không phải nhà tôi. Xin lần sau hãy ghi nhớ. Não là một thứ tốt. Các anh sau này đi ra ngoài tuyệt đối đừng quên mang theo. Nhan Hạ, cô đây là... Làm hay lắm. Cổ cha nhị, thật sự tưởng mình quan trọng lắm hay sao? Chỉ là chửi anh ta một chút, vẫn chưa thể hả giận. Tớ còn muốn đi đào góc tường bọn họ. Đào góc tường gì cơ? Đào một giám đốc vận hành của Cố Thị và đội ngũ của ông ta. Nhan tiểu thư đặc biệt tới tìm tôi, có chuyện gì không? Chúng tôi mở một studio, thiếu một người vận hành đội ngũ, cho nên muốn mời Ngô chủ quản tới tọa trấn. Cô tự mở một studio minh tinh sao? Đúng, anh em Cố Diệp Quân muốn phong sát tôi. Vậy tôi liền tự mình mở studio, để bọn họ không thể làm gì được tôi. Nhan tiểu thư rất lợi hại, nhưng mà thật sự là xin lỗi. Tôi tạm thời cũng không có ý định rời khỏi Cố Thị giải trí. Ngô chủ quản, đây là kế hoạch vận hành studio và mức lương đãi ngộ mà tôi đã lập. Ông có thể xem thử. Ngô chủ quản gần đây ra sự không thuận sao? Tôi cho ông một đề nghị. Ông về công ty một chuyến nhìn xem, thứ trong lòng không hiểu liền có thể có câu trả lời. Nếu như là tôi, nhất định phải để bọn họ trả giá đắt. Tôi mở studio. Điều đầu tiên cần làm là cướp người và tài nguyên của Cố Thị. Tôi muốn trả thù Cố Diệp Quân trước đó một thủy quân bôi xấu tôi. Liên hợp Cố Diệp Thần muốn cắt đứt con đường ngành giải trí của tôi. Ngô chủ quản, sau khi ông giải được nghi hoặc trong lòng, hy vọng ông có thể cân nhắc kỹ về studio của chúng tôi. Tôi là thiên kim của Quý Thị, sau này cũng là cổ đông lớn của studio, cho nên yên tâm chúng ta không thiếu tiền. Phương diện giao thiệp tài nguyên, có tôi và Hạ Hạ, cũng sẽ không kém đâu. Tôi sẽ cân nhắc studio của Nhan tiểu thư. Số điện thoại của tôi vẫn chưa đổi. Ông có câu trả lời thì liên hệ tôi. Không vấn đề, mặc kệ có đi hay không, tôi đều sẽ trả lời cho cô. Ngô chủ quản đối với lời của Nhan Hạ do dự một chút, nhưng vẫn là lái xe đến công ty. Hôm nay anh thật sự quá kém. Vậy mà đã ra rồi. Người đàn ông nghe được giọng nói bên trong là vợ mình, tức giận đến xanh cả mặt, cố kìm nén không đạp cửa xông vào, lấy điện thoại ra bấm ghi âm rồi tiếp tục nghe. Tiếp đó chuyển đến một giọng nam, là tổng thanh tra mới. Ở văn phòng không dễ thi triển. Đợi chút nữa hai ta chuyển sang chỗ khác, em rốt cuộc khi nào mới có thể ly hôn với ông ta đây? Mỗi ngày chịu đựng nhìn gương mặt già của ông ta, em đều sắp cách ứng chết rồi. Bảo bối, nhịn thêm chút đi. Đã nhịn được 2 năm rồi, cũng không vội chút thời gian này. Nhưng mà sự kiên nhẫn của em thật sự sắp dùng hết rồi. Chỉ cần em có thể lấy được những tài liệu trong tay hắn, vậy thì có thể rút rồi. Đến lúc đó chúng ta còn có thể dùng tiền tìm nữ nhân tới. Hãm hại bọn họ đang gian díu, em đi bắt gian. Hắn vượt giới hạn trước, thu vào bên sai lầm. Em chẳng những có lý do ly hôn, còn có thể thừa cơ đề xuất chia phần lớn tài sản. Nếu không phải vì giúp anh, ai mà thèm chút vốn liếng kia của ông ta chứ? Nhưng mà thanh xuân của em bị ông ta lãng phí 2 năm, ông ta xác thực phải bồi thường. Sau khi chuyện này hoàn thành, anh sẽ nhờ Cố Ca đưa em ra mắt nàng em nổi tiếng. Nghe ý này của anh, Cố Ca biết những chuyện này sao? Đương nhiên rồi, người của tổng giám đốc cũ để lại, Cố Ca và Cố Tổng đều muốn loại bỏ. Chỉ là lão Ngô vẫn luôn rất ổn, ở công ty làm việc nhiều năm. Nếu như không phạm sai lầm, Cố Tổng cũng không dễ đổi tổng thanh tra. Chờ có được tài liệu trong tay hắn, Cố Ca liền có thể để hắn mang theo đội ngũ của hắn cút đi.
Thì ra là thế. 2 năm trước anh bảo em đến bên cạnh ông ta xung xuê, nhắm vào con trai và mẹ ruột của ông ta, để ông ta cưới em vào cửa. Cố ca cũng biết sao? Biết chứ, chính là cố ca để người điều tra ra chuyện. Lão Ngô để ý nhất mẹ ruột và con trai hắn. Anh mới bảo em bắt đầu từ hướng này tóm lấy hắn. Các anh thật là có kiên nhẫn. Đó là đương nhiên. Chúng ta đều là người làm đại sự. Đi thôi, chúng ta đổi chỗ khác. Sắc mặt của Ngô chủ quản đã đen đến không thể đen hơn. Ông cũng không có đá văng cửa, mà là ghi âm xong lặng lẽ rời đi. Đi tới phòng làm việc của mình, sao chép lại toàn bộ tài liệu sẽ có ích. Vợ cũ của ông mấy năm trước không may qua đời, để lại một đứa con trai. Ông vốn là không muốn tái hôn. Nữ nhân này 2 năm trước được điều tới làm trợ lý của ông. Trẻ tuổi xinh đẹp, đối với ông càng là các loại hỏi han ân cần chi kỷ. Mấu chốt là đối tốt với con trai và mẹ ông, còn nói là bởi vì rất thích ông, cho nên yêu ai yêu cả đường đi. Ông chậm rãi bị đả động, yêu đương một khoảng thời gian thì kết hôn. Ông thật sự không ngờ rằng Tiểu Kiều thê thế mà là do tổng thanh tra mới cố ý sắp xếp ở bên cạnh ông. Nếu như là tôi, nhất định phải để bọn họ trả giá đắt. Bị tính kế thành như vậy, cục tức này xác thực nhịn không được. Đồng thời cũng kinh hãi sự lợi hại của Nhan Hạ, có phải là đã tính hết được những thứ này. Alo, Nhan tiểu thư, là tôi. Ngô chủ quản đã biết câu trả lời rồi sao? Chuyện xảy ra tối nay, Nhan Hạ tiểu thư có phải đã tính ra tất cả rồi không? Trước đó thì không có, tôi chỉ là nhìn ra được từ trên mặt của ông. Ông đụng phải Lạn Đào Hoa còn phạm tiểu nhân. Tiểu nhân còn cấu kết Lạn Đào Hoa hại ông, lại bấm tay ra. Tối nay là thời điểm ông có cơ hội lớn nhất để giải đáp nghi vấn và có câu trả lời, cho nên mới đề nghị ông. Nhan tiểu thư, cô thật muốn trả thù anh em Cố gia? Đào góc tường tài nguyên Cố thị sao? Tất nhiên là vậy rồi, nếu không tôi cần gì tới đào đội của các ông chứ? Anh em Cố gia tâm cao khí ngạo, dùng không được người, các ông vốn dĩ mạnh hơn rất nhiều so với đội vận hành mới, lại bị tính kế cho ngồi dự bị. Phải đem các ông đào tới, sau này Đen Studio chúng ta làm lớn làm mạnh, người ta sẽ chỉ nói hai anh em kia có mắt không tròng. Ông lấy mắt cá coi là chân trâu, mà tôi lại tệ nhãn biết trâu. Cho nên Ngô chủ quản, ông có muốn gia nhập Studio của tôi, cùng nhau vả mặt anh em Cố gia không? Được, tôi mang theo đội mình gia nhập, nhưng mà có một vấn đề. Bọn họ vẫn luôn muốn tài liệu và tài nguyên trong tay của tôi. Tôi muốn dẫn đội ngũ đi ăn mắng khác. Nếu không giao ra những thứ này, công ty hẳn là sẽ không chịu thả người. Tối nay ông đã có được câu trả lời, vậy hẳn là có được thóc rồi chứ? Đúng, tôi xác thực đã nắm được thóc. Vậy ngày mai ông trực tiếp đi tìm Cố Diệt Thần, đem thóc ném ra cho hắn xem. Cũng uy hiếp, nếu như không thể thuận lợi rời đi, ông sẽ công khai chuyện này. Cố Diệt Thần cực kỳ sĩ diện, chỉ có như vậy, ông mới có thể lẽ thẳng khí hùng rời đi, đồng thời mang theo tài nguyên và tài liệu trong tay. Cho sau khi rời đi, khi bọn họ muốn phong sát ông, phát hiện ông tới Studio của tôi, bọn họ cũng sẽ không làm gì được ông, bởi vì tôi sẽ không để ý đến họ, còn có thể thuận tiện cách ứng chọc tức họ một trận. Được, ngày mai tôi liền đi tìm Cố Diệp Trần. Với nghệ sĩ của Cố thị, ông hẳn là đều hiểu rõ và có tài liệu chứ? Cơ bản hiểu rõ. Chúng ta muốn đào người sao? Đào, nhưng mà không cần đào loại đang độ hot cao. Người ta như thế cũng sẽ không đồng ý đi ăn mắng khác, chỉ đào bị vứt bỏ, tiết tàng hoặc là bị chèn ép, mà lại có tiềm lực. Tôi về nhà sẽ soạn ra một cái danh sách rồi gửi cho cô. Các cô chọn mấy người phù hợp rồi nói cho tôi. Trước khi tôi rời đi có thể đi cầu thông, đem người cùng nhau đào tới. Đây cũng có thể coi là sự cam kết của ông với Studio. Chỉ cần Nhan Hạ có thể bảo vệ bọn họ, ông liền cùng anh em Cố ra chơi tới bến. Được, vậy thì vất vả Ngô tổng rồi. Ngô chủ quản sau khi về nhà quyết định đem ghi âm phát cho mẹ mình nghe. 2 năm trước anh bảo em đến bên cạnh ông ta xung xuê, ly hôn, con lập tức cùng nó ly hôn. Con chẳng những muốn cùng cô ta ly hôn, con sẽ để cô ta trả giá đắt. Sau đó cùng mẹ mình dẫn theo một đoàn người tới khách sạn, cùng quay lại video chồng bắt gian, đồng thời đem hai người đánh một trận. Hạ Hạ, giờ có rảnh không? Trò chuyện mấy câu. Tôi rảnh. Tôi nghe nói anh em Cố gia ở trong giới phong sát cô, bảo các công ty giải trí và người đại diện khác không kỳ với cô, nhưng mà bọn họ cũng không thể một tay che trời. Hôm nay tôi đã tìm tổng giám đốc công ty chúng tôi, anh ấy là bạn thân anh tôi, anh ấy cũng rất xem trọng cô, cho nên muốn kỳ với cô, còn cho một hợp đồng với điều kiện không tồi. Tôi gửi cho cô xem thử xem có hứng thú hay không. Cảm ơn anh, nhưng mà tôi không định kỳ với công ty giải trí khác nữa, tự tôi mở một Studio. Như vậy sao? Tự mình mở Studio cũng rất tốt. Tôi tin tưởng với năng lực của cô, nhất định có thể làm lớn làm mạnh. Hay là tôi nhảy qua Studio của các cô theo cô lăn lộn nhé. Lúc này Thạch Hi Diễn đang ngồi ở văn phòng tổng giám đốc Tinh Tinh giải trí Tề Phỉ. Mợ nó, cậu đây cũng quá mức rồi đi. Cậu bây giờ thế nhưng là trụ cột của công ty chúng ta, cậu vì một muội tử muốn đi ăn mắng khác.